Mùa tháng này về Paris xa, giá mắt chề. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự từ, đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp, noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Con xin kính thỉnh ngài Liễu Tông, con xin kính thỉnh ngài lên mic để thử mic ạ. À. Và con xin dâng mic lại cho ngài. Nam mô tát xa pha quá tô và ra hà tô sấm ma sấm bồ tát xa nam mô tát xa pha ga quá tô và ra hà tô sấm ma sấm bồ tát xa nam mô tát xa pha ga quá tô và ra hà tô sấm ma sấm bồ tát xa nam mô bích thà giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư cận sinh nam cư sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô bích thà giả. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Ngọc Hân, Phạm Vượng cho nhục mình biết được tín hiệu. Con thành kính Liễu Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục mình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhục mình kính chào đạo tràng. Và sa thú đành thay kính cảm ơn Nguyện Như thay mặt đạo tràng để bác Tam Bảo thọ trì quy giới và cung thỉnh pháp sư. Và đạo tràng có nghe được âm thanh của ngài Liễu Tông có rõ không quý vị? Và kính mời đạo tràng có thể cho tín hiệu, nếu vị nào nghe rõ và nhỏ thì cũng cho biết để ngài có thể chỉnh âm thanh cho quý vị vừa nghe. Dạ cảm ơn Phạm Vượng đã nghe âm thanh ngài rõ rồi. Và quý vị đã trong đạo tràng có nghe rõ được không ạ? Và Nam Mô Bích Tha Giá Nhạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời những bàn tay và mời những câu chích chát. Một tuần lễ chúng ta chỉ có được một ngày hôm nay, và kính mong đạo tràng có thể chuẩn bị sẵn câu hỏi cũng như đưa tay cầm mic hoặc là chích chát thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ quý vị có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh rõ không? Dạ Trần Đạo có nghe rõ không? Nếu mà âm thanh Trần Đạo rõ thì có câu hỏi nào đầu tiên không thì có thể mời Trần Đạo. Và dạ, kính chào anh Trang Quang Liêm và vào đạo tràng. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá và dạ, Ngọc Hân, Nguyên Như, Xích Trần Đạo, Xích Kim và dạ, chị Meta và dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị cũng như có thể có những câu chết chát ạ. À. Dạ con chưa có thấy câu hỏi cũng chưa có thấy bàn tay. Dạ bạch ngài cho con hỏi một câu. Con chúng con học pháp của kinh số 206 và 207. Dạ để con lấy bài ra con lên để nói cho có chứng cứ để nhìn ngài nhập ly. Để con hỏi khơi khơi thì ngài lại không có rõ. Con bị rầy. Dạ cho con 30 giây. Con lấy dạ câu 207 bạch ngài.
sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Dạ, câu hỏi của con á bạch ngài, thí dụ như con không có điều kiện, không có đủ duyên để sống gần những bậc trí, thì thí dụ như những vị thánh nhân, thì có phải là do con thiếu phước không bạch ngài? Coi như là hồi đời trước này con không có biết tu tập, nên là con không có biết, không có thể gần được những bậc trí để con học hỏi. Và nếu bây giờ như vậy thì con phải tạo cái duyên gì để sau này con có thể gặp được bậc trí thức mà dạy dỗ cho con hiểu sâu về giáo pháp của Đức Phật ạ. Nam Mô Bích Thai giá, và con kính nhân minh đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự nói thiếu phước thì mình không có thiếu đâu, nhưng mà nhiều khi tại vì mình cái cơ hội mình gặp giáo pháp Đức Phật ít, thành ra mình làm cái chuyện thì về ác nó nhiều hơn về thiện. Thành ra nếu mà làm gì ác thì nó đi ở 4-5 đường ác đạo đó, thì thời gian lâu đó mình lên mình có gặp Phật pháp thì mình cũng không có hiểu được. Mà mình thành ra bây giờ tất nhưng qua những kiếp sau nữa, nếu trong trường hợp mà mình là người được sanh làm người đó, thì nên cố gắng học nha. Ví dụ như bây giờ thì giáo pháp Đức Phật còn khoảng từ đây cho tới suy đồi 100% thì khoảng 2400 năm nữa, thì mình ráng cố gắng, nếu sanh làm người thì mình ráng cố gắng mình học để mình tạo cái duyên, tạo cái nhân đúng thì sau này mình mới gặp được. Thế còn bây giờ cái chuyện mình nói gặp Phật thì thật sự ra nó không khó, nhưng mà gặp mình lúc đó mình là ai? Ha? Gặp Phật mà mình lại trùng ghế thì cũng như không, gặp Phật mà mình mà sanh ở biên địa cũng như không. Mà ngay cái gặp Phật mà mình không có tạo điều kiện về Phật pháp rồi đó, mà mình gặp Phật thì nhiều khi mình còn làm ác, giống như bà Chim Cha đó ha. Vô du khống Đức Phật vậy, hay là Đề Bà Đạt Đa đó, nghĩa là giao giáo pháp có trí tuệ vậy, vẫn có thể làm bậy đừng như thường. Tại vì mình tạo cái duyên đó, nó có sự quan trái từ đầu, là có cái điều không phải từ đầu. Nên là mình khi mình học thì mình nên cố gắng mình tập. Thay vì hằng ngày đó mình có thể mình vào bận công việc gì, thứ nhất thì cũng nguyện là mình bỏ ra 1 giờ 2 giờ vậy đó, để học những cái điều mà Đức Phật đã để lại, và mình hành những cái điều gì mình có khả năng hành, dầu rằng cái pháp hành đó nó rất là ít, kết quả nó rất ít, thì cũng phải hành. Quý vị nên nhớ, ngay cả những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống, nó có những người đó không có nhiều cái điều kiện gì phước trí kiếp trước, hay là kiếp này người ta chỉ là tạo phước vật mà thôi. Chúng tôi hồi xưa khi đi trực bình mỗi ngày, nhiều khi bà già 60-70 tuổi, mỗi lần dân chỉ có một cái bánh giống như bánh bột lọc của mình vậy đó, mà bà chỉ có 4-5 cái dân, 4-5 ông sư vậy thôi, mà ngày nào cũng làm ha. Rồi còn bà nguyện cái gì thì không thì chúng tôi không có rõ, nhưng mà rõ ràng là tạo cái duyên để kiếp sau có cơ hội để bác nữa. Mình không có cơ hội để bác kiếp này thì kiếp sau mình gặp thì mình cũng ngó lơ, mà mình không tùy hỷ với phước báo của những người mà ta làm những cái việc phước như vậy đó, thì kiếp sau mình cũng không có những cái điều kiện để gần gũi họ. Mình thấy người ta làm việc thiện thì mình phải đến tâm mình phải quan nghĩ và phải tùy hỷ phước báo của người ta như vậy. Chứ còn nếu mà mình không tùy hỷ phước báo, lần sau mình gặp như giống người dân thôi, dù là cùng đi cùng chùa ha, ở cùng xóm này nói thì cũng là người dân thôi, chứ không thể nào là người chung được hết. Cái đó thành ra mình nên tạo điều kiện cho nó đủ, đầy đủ rồi đó. Còn mình không tạo điều kiện đầy đủ, gặp bây giờ đó mình nghe nhiều người mà gặp được giáo pháp Đức Phật, vô những trường thiền hành, nhưng mà rốt cuộc là trật tới trật lui, cho là bởi vì cái phước trí mình ít quá ha. Còn nó cố gắng gặp là phải ráng cố gắng, có bao nhiêu thì ráng nhét vô trong não của mình đó. Gặp ông sư mà, thì mình phải móc túi ổng, móc túi để lấy giáo pháp, chứ đừng móc túi lấy tiền, không có tiền đâu mà lấy nữa. Lấy giáo pháp cũng không ít thì vẫn có lợi. Mỗi ngày mình gặp, mình không cần làm tới gặp vị sư, mình hỏi một điều thôi mà mình hiểu rõ ràng vậy đó. Ít nhất là trong một năm mình gặp, mỗi lần gặp mình được bao nhiêu chuyện vậy đó, thì bao nhiêu cái phước nó sẽ có, thấy không?
Còn cái đây xin giải thích một số điều kiện về cái câu kinh Pháp Cú nè. Thường đó mình nghe mình nói mình nhìn vào những cái câu kinh Pháp Cú vậy đó, tại vì cái khả năng về thực tính pháp mình ít, thành ra đôi khi mình chỉ giảng theo cái duyên sự của cái chế định bên ngoài mà thôi. Ở đây đó thường đó là sống chung với người ngu đó. Người ngu thì có hai người ngu là người nghe là ngoại nhân đó, người ngoài, còn ngu là chính mình là người ngu. Tại sao gọi chính mình là người ngu? Bởi vì khi mà cái tâm mình có tham sân si thì lúc đó mình là người ngu, người dốt, chẳng thể nào nói là người trí được cả. Đó, thành ra mình nghĩ từ sáng tới chiều quý vị sống chung với người ngu bao thời gian là bao lâu? Rất là nhiều. Ngu bên trong á, đừng nói gì ngu bên ngoài vậy đó. Đó, mình gặp cái người ngu bên ngoài đó, nó có những cái hành động làm cho mình nổi sân, tức là mình trở thành người ngu giống nó rồi. Thành ra mình sống với người ngu một ngày mình sống rất là nhiều, chứ không có ít đâu ha. Đó. Còn như mà mình muốn sống gần người trí là gì? Mà đi vô chùa mình gặp mấy vị sư để học cái phật giáo pháp của Đức Phật để lại đó, thì lúc đó cái trí tuệ nó phát sanh, tức là mình đã sống gần người trí rồi. Người trí đó không phải là ông sư là người trí bên ngoài, còn người trí bên trong của mình kìa. Đó, mình hiểu được cái câu một câu kinh Pháp Cú, hay mình hiểu được một cái câu pháp ngắn nào mà Đức Phật dạy trong 84.000 bài pháp ngài để lại đó, lúc đó mình là người trí trong lúc đó, thì gần người trí là gần như vậy đó, thì nó mới có lợi ích. Chứ nếu mình nói mình gặp thí dụ như quý vị vừa thấy trong nước đó, chính vị Tam Tạng Pháp Sư đó, mình gặp để làm gì? Chỉ xin giới thôi, chứ ổng thuyết pháp mình nghe tiếng được tiếng không, hoặc là đó, thấy không? Rồi khi mấy ổng về nước rồi mình ngồi mình tức gặp bậc trí mà mình không có được lợi ích gì đó, thấy không? Anh nói mình nên cố gắng mình tạo những điều kiện để mình chính mình là người trí, là mình dung bồi cái đó được gọi là gần người trí, gần cái đó là mới là có giá trị, mới là tốt. Nam mô Bổn Sư ạ. Dạ, sa thú làm thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã từ bi giảng dạy con của con, cũng như giảng dạy cái bài Pháp Cú ngày hôm nay. Con đưa lên để con hiểu và con tu tập cho được tốt đẹp trong đời sống hiện tại cũng như tương lai. Và con thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, Nam mô Bổn Sư nhé. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chích chát ạ. Dạ, con cũng chưa thấy câu hỏi. À, cảm ơn Ngọc Hân. Thưa ngài, chư tăng ở các nước quốc giáo có bắt buộc phải biết tiếng Bali không thưa ngài? Và dạ, con kính nhân bích đến ngài Nam Mô Tha Giá. Nam Mô Bổn Sư Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái chuyện mà ông sư tu đó là bắt buộc phải học là tại sao? Bởi vì trong năm đầu, trong 5 năm của Đức đầu tiên của người đó mà vô giáo pháp này đó, thì nếu không học Bali thì làm sao hiểu được cái lời dạy của Đức Phật mà để mình có thể thành cái người có thể tự túc được ha? Thì năm trong năm nào biết quý vị học cái vị sư đó phải học rất là nhiều đó. Học rất là nhiều chứ không phải học là ít đó. Mà muốn học để hiểu cái đó thì phải hiểu cái ngôn ngữ. Ví dụ như bây giờ nói cái dễ hiểu, mình muốn cho giới, cho ta thọ tạm quy ngũ giới, ít nhưng mà phải biết cái cách thọ tam quy ngũ giới nó có bao nhiêu chuyện trong đó, làm thế nào để cái thọ tam quy ngũ giới nó phát sanh lợi ích. Thì ông sư cũng phải học, mà học cái đó thường thường bây giờ đó đa số là chỉ trong những cái chú giải hoặc sớ giải mới giải thích rõ ràng những cái điều đó, mà chú giải sớ giải thường thường là rất ít nước mà họ dịch, họ chỉ dịch chánh tạng mà thôi, anh đã phải học để hiểu mấy cái đó. Nó rất là nhiều chuyện mà ông sư đó, từ ông sư đó là nội cái chuyện mà cái đưa Matika không phải là cụ Sa La Tâm Mai, cụ Sa La Tâm Mai vậy đó. Trong tận lực chứng Matika đây đó là mẫu đề hay tiêu đề, thì cái đưa Matika đó tức là hai loại Matika đó, thứ nhất là thuyết khu quý phân khá, và thứ hai là quyết khu ni quý phân khá. Ông sư phải thuộc
mà thuộc cái đó thuộc tiếng Bali, bởi vì mỗi lần lên trên điện mình là tụng cái đó không, mình không học tiếng Bali làm sao mình hiểu được, phải tụng cái đó. Nói tại sao ông sư phải học thêm cái phích khu ni quý phân khá, tức là giới bổn thì khu ni, bởi trong giới bổn thì ni sẽ diễn nó nhiều, là tại có những cái điều nó gọi là xã tha ra ná banh nhất tỷ, tức là những cái điều mà chế định phổ thông là ông sư, nghĩa là cấm người nữ trực tiếp mà cấp ông sư, cấm ông sư gián tiếp, cấm tỳ khu ni trực tiếp thì cấm tỳ khu ni gián tiếp, rồi là xã tha ra ná banh nhất tỷ. Ông sư không học làm sao ông biết cái đó, là ông sư bắt buộc phải học hai cái bộ giới bổn như vậy, phải học. Thì thường đó là mấy các nước Phật giáo thể giờ thì ông sư không học giới bổn chánh của ông, là ông phải học cái phần giới bổn phụ để ông hiểu rõ một số cái điều mà cấm luôn cả chư tăng họ học. Nhưng mà nếu mà nói thuộc 100% giống như thời Đức Phật thì rất là hiếm, giới bổn của tỳ khu ni thì ông sư rất là hiếm. Thành ra ông sư ở mấy nước đó, nhưng mà tùy theo cái sự khó dễ của mỗi nước, có nước thì bắt học phải tới đó, còn không học thì một hai năm, trong vòng 2 năm mà không học được cái những cái lớp về Bali đó là họ không chở chùa dẫn. Còn có những cái mấy cái chùa mà nghèo nghèo ở ngoài xa ngoài ấy thì họ dễ hơn, họ không có bắt buộc. Nhưng mà đa số thường thường là chư tăng đều phải học Bali cả. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Con thấy bạn Ngọc Hân cũng đã tri ân Ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh mời quý vị, mời những câu chết chát và mời những bàn tay ạ. Dạ, kính mời Đạo Tràng ạ. Dạ, Nhật Quỳnh rất là cảm ơn những câu hỏi của quý vị để cho Nhật Quỳnh được học. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, lúc nãy con nghe Ngài nói là mình phải biết móc túi mấy vị sư. Dạ, Ngài cho con hỏi, thí dụ như trong đạo tràng này nè, là một tuần lễ, tôi nói là nói chung là ở trong đạo tràng chúng con, Phật giáo Nam truyền này, là coi như là rất ít được chư tăng đến giảng dạy. Chỉ được có vài hai ông già, hai ông sư già, thí dụ như Ngài Trí Đức và Thượng Tọa Pháp Thanh, rồi ngày Chủ Nhật thì có ngày dạ, thì chư tăng trong lúc này con thấy thường thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà bạch Ngài, thí dụ như những cái giờ của ngày ngày Chí Đức hoặc là Thượng Tọa Pháp Thanh mà lên giảng, thì cái giờ mà cho thảo luận Phật pháp đó, thì Phật tử chúng con phải nên làm gì để có thể móc túi được chư tăng? Dạ, con kính mong Ngài cho con để con có thể thực hành được ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dâng mình đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Mình móc túi rồi mình lên rung mình móc không được thì mình ở gần cái chùa nào đó mình vô đó móc túi mấy ông sư đó chứ có ai đâu. Nhưng mà ở đây thì thường thường đó chư tăng Việt Nam nói riêng là ít, nhưng mà chư tăng ngoài quốc thì nhiều. Nếu quý vị có thể tới bất cứ chùa Thái, chùa Miến, chùa Miên gì đó thì mình hỏi về giáo pháp Đức Phật thì họ đều trả lời giống nhau, họ chứ không có gì khác. Chỉ có ngôn ngữ là họ nói khác nhau thôi. Ví dụ người Thái thì từ tiếng Thái mà họ dịch ra tiếng Mỹ thì nhiều khi nó cũng có trục trặc, nhưng mà mình cứ giữ cái thắc mắc đó, rồi khi nào mà gặp những cái gì nào mà nói riêng ngôn ngữ của mình thì mình hỏi. Hỏi thì trước sau gì mình cũng có được cái phần đó. Ở Việt Nam thì chúng tôi không có biết, nhưng ở mấy cái nước như Thái hay Miến Điện á, thường thường mình vô chùa đó là nó có cái chỗ cái gốc cây bồ đề đó, thì nó có cái chỗ nó để mấy cái tọa cụ đó. Thì thường thường đó, nếu mà không có ông sư, quý vị vô ngồi chỗ cái tọa cụ đó, đừng ngồi chỗ ông sư thôi, thì một lát thế nào cũng có ông sư ra, bởi vì họ biết là có cần sinh nam cần sinh nữ tới tính pháp, thì họ sẽ ra họ ngồi trên cái tọa cụ đó rồi quý vị hỏi đó. Còn nếu mà quý hỏi những cái điều mà ông sư đó không phải chuyên môn thì quý vị cũng hỏi đi, rồi ông sẽ mời vị sư khác ra đó. Ở chỗ đó nó gọi là lan thầm, lan tức là khoảng trống, thầm là Phật pháp đó, giáo pháp Đức Phật đó.
nó có những cái đó rất có lợi. Ví dụ mình đi vô rồi mình cái lợi đó có ông sư ngồi sẵn thì mình vô mình hỏi liền, còn không có mình vô mình ngồi đó chút còn có ông sư cũng ra ông ra mấy ông sư thì ông học xong rồi ông có thời giờ đó, hay là ngoài cái giờ đi dạy đi giảng của ông là ông từ từ ông ra để ông giúp Phật tử về. Còn Việt Nam thì chúng tôi không có sống chung với mấy chư tăng Nam, chúng tôi không biết ở Việt Nam có hay không, chúng tôi không biết. Nhưng mà thường thường ở ngoài ngoại quốc này nói kinh nghiệm để quý vị nghe thì mình cũng hơi buồn. Thường Phật tử tới đây chỉ có hai chuyện cầu an cầu siêu thôi, chứ còn mấy cái chuyện hỏi Phật pháp dân đáp rồi rất là hiếm, không có hỏi. Thành ra mấy sư tu này khỏe lắm, thảnh thơi, không ai tới hỏi là khỏi cần cả học nhiều thì cũng không có sợ. Chứ còn mấy sư khác mà phải học cho nghe ra rụng hết tóc hay cho để nó vô nó móc túi Phật tử không có mà đưa cho nó. Thì vậy sao thì cũng vậy chứ, tại vì mình thật sự nói đó, thường thường đó là mấy sư thường thường lên đài hay lên rung gì đó là mấy sư chỉ giảng thôi, cái cơ hội để cho quý vị hỏi pháp rất là ít. Thành ra khi tôi gọi ngài Trí Đức ngài mời thì chúng tôi nói để chúng tôi giúp cái phần đó, đó. Tức là quý vị trong tuần quý học cái gì đó thì quý vị cái ngày này có thể nêu lên, nhưng mà chúng tôi không có bảo đảm cái gì là chúng tôi trả lời hết được, để gì lý do là sự hiểu biết chúng tôi nó không còn giới hạn. Anh nào biết chúng tôi trả lời liền, mà không biết thì cho chúng tôi một tuần hay hai tuần để chúng tôi tra lại những cái chú giải lời giải thích của các bậc mà lão luyện đó mới trả lời cho quý vị được. Thành ra cái chuyện đó quý vị nên thắc mắc chứ bất cứ ai cũng vậy. Ông sư đó mà ông sư mà vô rung mà gì hay thắc mắc thì ông cũng phải lo ông học để ông trả lời quý vị. Còn nếu mà ông không vô nữa là biết ông là ông không muốn học, ông đi luôn nghe đừng cũng quý vị cũng đừng có trách ông ha. Vậy đó. Thành ra mình cứ tập, mà thường thường đó mình muốn hỏi lợi ích cho mình đó, là mình hỏi những cái câu nào mà mình hỏi xong mình có thể hiểu và mình được thực hành trong cái đời sống hàng ngày của mình được đó, thì cái đó mới quyết năng. Chứ còn mình lật sách ra cái mình thấy mấy cái bài này hay quá đó, mình là muốn biết để làm vốn mai mốt đi ra ngoài có cơ hội cái nổ đó, cái chuyện đó không lợi ích gì cho mình đó. Mình, ra, mình học để mang sự lợi ích để cho mình, chứ mình đừng có nghĩ là để mình chứng tỏ là mình hay mình giỏi, cái đó không có nên. Hay giỏi khi nào mình tự hào mình giỏi, tức là trong ngay lộ trình tâm mình là có ngã mạn, mà nếu mà có ngã mạn tức là mình không phải là người trí nữa rồi. Chúng tôi nhắc nhiều lần nó không phải người trí. Thành ra cái trong cái phương pháp tạo phước đó, tùy thời đàm luận pháp, tùy thời tính pháp đó. Tùy thời ở đây có nghĩa là chuyện đó của mình, chứ không phải là cái thời đó là của ông sư hay là của cái chùa. Mình cái trong lúc bây giờ mình có cái điều mình thắc mắc thì mình ở gần chùa thì mới chạy chùa mình hỏi liền, chứ để ngày mai mình quên, hoặc là ngày mai có chuyện khác rồi mình không ấy, mình cứ để ông vào mình tới mình xin ông sư giải thích cái đó. Giải thích kiểu tưởng tượng như vậy đó, đó là đúng thời tính pháp, đúng thời đàm luận pháp. Chứ còn bây giờ cái mỗi tuần tới ngày đó mình thích sư đó, tới ngày đông vô cái ông đưa một bài kinh Đức Phật ra giảng vậy đó, nhiều khi nó không có nghĩa là nó không có trúng vào cái sự tìm hiểu của mình. Thành ra mình nghe vừa nghe mà vừa lơ là, chứ mình không có để tâm mình nghe. Mà khi mình không nghe để tâm mình nghe vô Phật pháp vậy thì cái sự nghe của mình nó nhiều khi nó không có đỡ nhiều là vậy đó ha. Nhiều khi mở đó là cái thấy ông sư không thiết cái bài này sao khó hiểu hay là cao quá, thôi để mình đi làm gì đó ha, đi hút bụi quét nhà gì đó rồi ngồi mình trở lại coi có ai hỏi gì mình phụ này kia ông sùng đó. Nó nhiều chuyện nhiều khê lắm chứ đâu có phải dễ đâu, có gì nên hiểu chuyện đó. Thành ra nhiều khi nó không phải nói chứ nhiều khi cả tuần chắc là chúng tôi nhiều khi vô rung chúng tôi cũng mừng là thế, là quý vị ít có hỏi là chúng tôi giả định là quý vị hiểu hết rồi, trong tuần qua vô rung nghe hiểu hết rồi, bây giờ không có gì hỏi đó, nó khỏe cho mình mà nó khỏe cho nó mình cái đã bỏ thì giờ tốn thì giờ vô rung mà còn tốn cái thì giờ để cho cái tâm mình nó phiền não nó để làm gì, phải không? Đó, anh đã
Nghĩa là mình đi tới chùa nào thì thật sự ra đó ở bây giờ ở đâu vậy? Người nói chùa Việt Nam thì nhiều vết ít chứ. Chùa Thái, chùa Miên, chùa Miên là chỗ nào cũng có đó, ha. Chỗ nào cũng có đó. Mà nhiều vị sư ta cũng học giỏi cho ta đâu qua phải ấy đâu. Nhưng có điều nó hơi trở ngại vấn đề ngôn ngữ mà thôi. Nhưng mà mình cũng dạng sự khởi đầu nan, nhưng mà nan nan đừng có nản nản thì thôi vậy. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, xà thủ, con hành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy cho con. Dạ, con rất là tri ân Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, con thấy câu hỏi của tu học Phật Pháp. Kính xin sư giải nghĩa chữ Nét Khâm Ma Ba Ra Mi. Có chỗ dịch là sức ly, có chỗ dịch là sức gia. Vì phải hiểu thế nào về hạnh Ba La Mật này cho đúng thưa sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hề, dạ kính thưa chư quý vị. Dịch chữ nào cũng được, tùy theo mình hiểu thôi. Chứ sức ly ở đây có nghĩa là ly ngũ dục. Mà nói xuất gia đây cũng là sơ ly, gọi sơ đi ra ngoài khỏi cái ngũ dục, không dính mắc ngũ dục. Chữ gia ở đây đó có nghĩa là ngũ dục nha. Thành ra trong quý vị nào mà đọc sách cũ, sách cổ đó có câu đó, ngũ cái gì đó, ngũ dục vi gia, tức là mình đang ở cái nhà của cái sắc tinh hương vị xúc, tức là những cái chỗ mà làm cho mình dính mắc. Thành ra khi mình hành hành cái hạnh này đó, tức là mình đi tới cái chỗ mà Đức Phật khuyến khích mình đi đó. Quý vị hay đi tới trường thiện này, trường thiện nọ cho Đức Phật về cho chúng ta có hai cái chỗ để chúng ta tới hành, để hành cái hạnh Nét Khổng Má này. Hai cái chỗ đó là chỗ gì? Thứ nhất khu ngôi nhà quan, thứ hai khu rực quán đó. Đức Phật đó, trong kinh điển là hoàng cho chúng tôi không có bịa ra đâu nha. Trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta có hai chỗ thôi, chứ không có cái chỗ nào nó hay trường thiền này trường thiền nọ rồi thấy cái chỗ này cho nó không có, chỉ có hai chỗ đó. Thì mình tới đó đó mình tạo cái thiền pháp. Khi nào có gì vô mắt, vô tai, vô mũi cho xúc chạm thân của mình đó, thì mình dùng cái sự sở học của mình để mình quán xét, để cho cái mình hiểu, mình thấy rõ. Ban đầu có thể mình thấy chế định, sao mình thấy được thực tính pháp, rồi sao mình thấy tới tùy theo cái điện đó, cái khả năng của mình đó, mình có thể thấy để biết thực tính pháp. Cái mình thấy là danh hay là sắc, mà cái danh sắc thì nó phải có điều kiện, cái điều kiện như thế nào thì mình cứ hành như vậy đó. Mà khi mình hành xong rồi đó, mình nguyện những cái pháp mà tôi vừa thấy hay vừa hiểu ra đó, xin hãy là mối duyên lành để chúng tôi rời khỏi cái luân, khỏi cái thế gian ô trượt này, thì cái đó mới gọi là Nét Khẩm Má Parami đó. Chứ còn nếu mà mình không có nguyện để đi ra đó, bởi vì Parami Bà Rá Lumi cộng với Mi, thì Bà Rá là đi qua bờ bên kia, thì cái pháp này đó đưa mình qua bờ bên kia. Bờ bên kia đó tức là bên này là cấu quế, bên này là nghĩa là dơ bẩn, thì bờ bên kia nó trong sạch, hay là nó cao thượng nghiệm dùng thì theo mình hiểu, thì cái đó mới gọi là Nét Khẩm Má Parami. Còn nếu mà mình không có nguyện để đi ra đó, thì cái đó chỉ là Nét Khẩm Má thông thường mà thôi. Nét Khẩm Má thông thường thì thí dụ mình làm thiện pháp như vậy, cái thiện pháp mà mình nguyện để đi ra để chấm dứt phiền não, thì cái thiện pháp đó mới gọi là Parami. Còn nếu cái thiện pháp đó mình không có nguyện, mình không có hướng dẫn cái quả nó như thế nào đó, thì cái thiện pháp đó chỉ là thiện pháp thông thường mà thôi. Mà thiện pháp thông thường nó giúp cho mình luân hồi chánh, không giúp cho mình đi ra. Thành ra khi mình xuất ly hay xuất gia đó, tức là ly ngũ dục hoặc là đi ra khỏi căn nhà của ngũ dục này nè, thì mình phải hành một số điều kiện để rồi mình thấy rõ nó như vậy, thì cái đó nó mới có lợi ích cho mình, mà nó mới giúp được mình cái pháp gọi là Parami Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy câu hỏi của tu học Phật Pháp, và cảm ơn câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ, con cả thấy cái câu thứ hai của tu học Phật Pháp. Dạ, tu học Phật Pháp. Nhục Quỳnh xin cho nó lên, Nhục Quỳnh mới thấy đường đọc. Mắt Nhục Quỳnh nó hơi kém. Dạ, kính chào Quỳnh Kinh. Mỗi hạnh ba la mật là đã có nguyện chấm dứt phiền não ngu ngầm để ra khỏi luân hồi rồi, thì sao lại cứ thêm hạnh ba la mật Atthittha Napparami? Kính xin sư giải nghĩa. Hạnh này là thực hành thế nào thưa sư? Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái Atthittha Parami đó là nó đi chung với 10 cái ba la mật khác. Mỗi lần mình hành cái pháp theo thiện pháp gì đó thì thường thường đó nó có nhiều cái ba la mật chứ không phải là một. Đó. Thành ra cái ba la mật là hai cái mà quan trọng nhất trong 10 ba la mật, phải nó phải luôn luôn dính theo những cái khác đó. Thứ nhất là ba Parami và Atthittha Parami. À, nếu mình không có trí tuệ đó, nghĩa là không có tạo cái trí tuệ ba la mật về trí tuệ đó, thì thật sự ra mấy cái hạnh kia chưa chắc nó được có đủ năng lực, bởi vì mình biết không tới nơi tới chốn, mình phải người có trí tuệ phải được, mà nhờ cái tuệ đó nó mới giúp cho mình có cái hạnh nguyện là mình phải làm cái này cho tới nơi cuối cùng, chứ không phải giờ dọc đường là cái này là nó tập trung những cái lời nguyện mà mình chấm dứt phiền não đó. Thường thường mình nguyện chấm dứt phiền não khi nó không có năng lực, nhưng mà nếu mình tạo cái nguyện chấm dứt phiền não mà nó phải đi tới cùng đó, nó có đầy đủ năng lực để nó đi từ A tới Z đó, thì cái này gọi là Atthittha Parami. Chừng có lời nguyện thông thường của mình, dầu mà nguyện chấm dứt phiền não hay nguyện cái gì nữa thì cũng không gọi là Atthittha Parami. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ, con đã thấy tu học Phật Pháp và kính cảm ơn sư rồi. Dạ, con cũng thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ, cảm ơn câu hỏi của tu học Phật Pháp đưa đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời bằng tay quý vị cũng như mời những câu chích chát để Nhục Quỳnh có thể đọc. Và Quỳnh Kinh ngồi uống nước đi nha, chuẩn bị tinh thần nha. Chút xíu là phải lên cứu Nhật Quỳnh đó. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, sa thú câu hỏi của Ngọc Hân. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Ngọc Hân ạ. Thưa ngài, ở Miến Điện và Thái trong thời gian đầu. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép nha. Dạ, cái máy Nhật Quỳnh nó chạy lên quá. Thưa ngài, ở Miến Điện và ở Thái trong thời gian đầu của Phật giáo có truyền thống tỳ kheo ni không thưa ngài? Và dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái truyền thống của tỳ kheo ni ấy, chỉ có ở Ấn Độ và Tích Lan mà thôi. Thì khi mà gửi chính phái đoàn đi đó, không có chỗ nào chứng minh rằng trong chính phái đoàn đó có tỳ kheo ni theo cả, không có. Thành ra tỳ kheo ni mất thì đức chến ở Tích Lan rồi chứ không quay đầu cái xa đó. Trong chính cái phái đoàn mà gửi đi đó, là cái phái đoàn mà vô một trong chính phái đoàn mà đi vô cái vùng đó đó, thì người ta thường người ta nói ở vô trong Thái rồi đi lên Miến Điện, tức là có hai ngày là sổ nói với ngài Uttara đó. Bây giờ thì vị nào mà đi qua cái Nắc Khôn Bà Thổm của Thái có cái chia đi đó, cái tháp thật lớn đó, thì có tượng hai ngày ở đó. Nhưng mà thật sự ra có một số cái mà người ta tìm thấy đó là nó vô
trong Việt Nam mình, Việt Nam xưa đó, tức là thủy chân lạp gì đó mình không có biết, nhưng mà vô đó trước khi mà nó vô Thái nữa đó, nhưng mà tại vì mình không có đầy đủ cái điều kiện để chứng minh là nó cái điều đó nó đúng hay không, không biết, thành ra người ta vẫn tính là theo vô Thái trước. Tại vì cái hồi xưa đó, có lẽ vào thời đó đó, cái vùng mà mình gọi là vùng đồng bằng của Bangkok bây giờ đó, có lẽ là nó cũng chỉ là giống như là những cái vùng nước lấp thấp mà nó chưa được bồi lên là vậy thôi. Thành ra khi mà vô tới, để mới đi vô tuốt tới đồng đó là vậy đó, rồi từ đó mới đi qua Miến Điện nha. Rồi không có tỳ khưu ni. Thành ra có một số cái vị mà bây giờ tu theo tỳ khưu ni đó thì họ có giải thích là trong cái truyền thống mà cô Tào á, là có tỳ khưu ni truyền qua Tào, nhưng mà xin thưa quý vị cái đó là nó không chính xác rồi. Bởi vì nếu có tỳ khưu ni qua Tào thì tỳ khưu ni đó là phải là Nam Mô Tát Xạ Phái Quá Tô, chứ không có Nam Mô A Di Đà Phật gì cả ha. Nhớ chuyện đó. Truyền thống của Phật giáo mà được truyền từ Tích Lan trong chính phái đoàn đi đó, thì đi tới đâu đều có Nam Mô Tát Xạ đó, chứ còn không có ông Phật nào khác ngoài Đức Bổn Sư của chúng ta mà thôi. Thành ra nói cái chuyện là có tỳ khưu ni bên đó, rồi sau này mượn cái hệ thống mà nó qua để cho tỳ khưu tái lập lại cái hệ tỳ khưu ni đó, thì chúng tôi nghĩ là cái sự suy nghĩ đó nó không chính xác. Thành ra ngay cả miếng đế làng gì đều không có tỳ khưu ni cả, là một cái thai á. Còn tại sao có tu nữ? Tu nữ là từ đâu? Là bắt nguồn từ Thái, chứ mấy nước khác không có. Từ Thái là sao này nó mới lan ra. Hồi chúng tôi ở Thái, chúng tôi có hỏi một cái vị sư già rồi, bây giờ chắc vị đó đi đoàn tụ rồi, lúc đó ông sư đó cũng gần 100 tuổi rồi. Chúng tôi mới có hỏi tại sao mà bên này là có cái vụ mà tu nữ mà thọ tam giới mặc đồ trắng vậy, thì ông mới nói vậy nè, ông nói là mấy cái bà đó là thứ thiệt không đó, tức là thuộc là nghĩa là vợ lớn, vợ nhỏ, vợ bé gì của vua, không ăn vô tái á. Thành ra tới chừng khi mà lớn tuổi rồi, mấy ông vua cũng cho ra đi rồi đó, thì bây giờ không ai dám đụng vô, không ai dám gần, tại vì dân trong hoàng gia mà. Thành ra họ mới nghĩ ra cái chuyện là cho mấy cái vị đó nha, có cái hành động, cái sở hành giống như người tu, để cho người ta vẫn tiếp tục cái sự kính trọng đó. Thành ra mới cho mấy bà vậy, cũng cất, nghĩa là không ở chung với ông sư, nhưng mà ở kế bên ông sư, giống như cái hệ thống tỳ khưu ni hồi xưa của Nguyên Thủy gì đó. Nhưng mà mấy cái vị đó thì chỉ cạo đầu mặc áo trắng mà giữ tám giới mà thôi. Thành ra cái chuyện là nữ tu hay là nó phát sanh là từ mấy cái bà mà là vợ vua hồi xưa của Thái đó, mấy bà được ưu đãi về ra tới chừng tu vẫn được người ta kính trọng. Thành ra cái giới tu nữ là chỉ có tu nữ ở Thái mà được kính trọng vậy thôi, chứ còn mấy châu khác thì nó không có nói, họ coi rất là thường. Ngay cả ở Miến Điện thì cũng có những vị tu nữ giữa tam giới, nhưng mà dân Miến Điện nó không có kính trọng bằng cái dân Thái, mà nó kính trọng mấy cái tu nữ của Thái. Thành ra có nhiều vị tu nữ bên đó là nổi tiếng là vậy đó, Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của Ngọc Hân, và cũng cảm ơn câu hỏi của Ngọc Hân rất là nhiều. Để hỏi câu hỏi này để Ngài giảng dạy thì Nhật Quỳnh hiểu thêm một điều mới lạ rất là hay. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay và mời những câu chát ạ. Tu học hỏi tiếp. Dạ, cảm ơn tu học. Kính xin sư cho ví dụ cụ thể về việc thực hành tiền tư, hiện tư và hậu tư đối với việc trước, trong, khi và sau khi thính pháp. Nam Mô Bích Tha giá, con kính dâng minh đến Ngài ạ. Nam Mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, trước khi mình muốn đi thính pháp hay muốn đi làm gì thì mình phải có cái tác ý.
là mình tới đó để làm gì, ví dụ đi chùa đi, tới đó làm gì. Hôm nay ngày giới có cái khóa hay không là mình chuẩn bị một số cái điều kiện liên quan tới việc tính pháp của mình, rồi phải nhiều khi phải, nếu mình biết được có nhiều cái chùa thì họ đang giảng, ví dụ như vậy, bây giờ vô room này thì hay room khác dễ vậy, ví dụ room Phật pháp Bồ Tát ấy đó, thì họ đang giảng bài kinh thập thượng trong trường bộ kinh đó. Thì mình nếu mình có sách vở thì mình lật ra mình coi sơ sơ để mình bài kinh đó, để mình coi chỗ nào mà nó mình cần phải tìm hiểu cho nó sâu sắc, cho nó vi tế thêm đó. Thì vô đó sau khi họ giảng xong đó thì mình có thể chat trong câu hỏi hay gì để mình hỏi. Thế đó là tôi nghĩ rằng là khi mình vô trong mở được cái room, mình vô mình ngồi đó, mình ráng cố gắng mình ngồi mình chú ý để nghe, để hết tâm tư để nghe, chứ không phải ngồi rồi có sẵn có xe phone cái bấm này kia chồng. Nhiều khi ông nói tới hết rồi cũng không biết đường, không chưa không nói gì đó. Nghe rõ ràng xong rồi sau khi đó, sau khi nghe rồi mình phải nhìn lại từ cái lúc mà mình vô nghe cho tới khi mà chấm dứt bài pháp này đó, có cái chỗ nào mà đối với mình còn thắc mắc hay là không còn thắc mắc, có chỗ nào mình cần phải tìm hiểu hỏi thêm hay không đó. Mình nghe là cái đầu óc mình phải giống như cái phim mà chiếu lại từ đầu mình vô mình nghe ông sư ông thuyết giảng vậy cho tới khi đàm luận Phật pháp hỏi gì không, cho tới cuối cùng vậy đó. Rồi sau khi đó tối mình về nhà rồi đó, thì cái việc đó mình đem mình suy nghĩ lần nữa, thì cái sự suy nghĩ của tối đó nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó nó là cái hậu tư, và chuyện thứ hai đó là mình được gọi là niệm pháp, mình nhớ chuyện đó. Đó, tức là mình cũng giống như mình đang hành thiền niệm pháp, mà bây giờ cái đối tượng nó chắc chắn hơn bởi vì mình suy nghĩ tới những điều mình đã hiểu đó. Chứ còn hồi sáng mà ngồi mà vừa nghe pháp xong mình suy nghĩ chưa chắc mình hiểu rõ ràng, nhưng mà tối mình niệm pháp như vậy đó, mình nhớ tới cái chuyện của mình làm đó rồi, thì cái đó nó giúp mình rất là nhiều. Mà thường thường không ai chịu làm ở đó, chỉ có mấy người đang đi học thì có làm, tại vì phải học cho thuộc, tối về lật ra cũng đọc cũng tụng để nhớ để vậy đó. Thì mình cố gắng tập vậy đó, dù là mình không có nhiều thời giờ nhưng mà thật sự ra mình bỏ ra 15-20 phút để mình làm việc đó, mà mình làm không được thì thôi, chứ còn nói gì nữa hả. Nằm mồ cái thà vậy. Dạ, sa thú con thấy tu học đã tri ân sư rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ Nhật Bình kính cảm ơn những câu hỏi của tu học rất là nhiều. Dạ, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm. Dạ, Nhật Bình mời bàn tay cũng như mời những câu chích trác của quý vị ạ. Dạ, con chưa thấy câu hỏi, ngài cho con hỏi một câu. Nếu sau cái câu hỏi của Nhật Quỳnh mà không có bàn tay cũng không có câu hỏi thì Nhật Quỳnh kính mời Huynh Kinh nha. Huynh Kinh chuẩn bị đi. Dạ, bạch ngài, ngài giảng dạy cho con cái câu mà tam bảo là quý hơn ngọc báo trân châu. Dạ, con hiểu thì có một chút xíu à. Con mong ngài chỉ dạy hơn tại sao mà quý hơn trân châu ngọc báo. Mình khi mà mình gặp được tâm bảo, mình học được Phật pháp, thì lý do gì mà tâm bảo mà quý hơn trân châu mà ngọc báo? Con cũng thỉnh ngài giảng dạy cho con để con hiểu thêm về cái câu này. Nam Mô Bích Tha. Giá con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam Mô Bích Tha. Giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Người ta có câu là ngũ giới là cái biên giới giữa cõi nhân thiên và cõi bốn cõi khổ, nhưng mà tam quy á, nó là biên giới giữa thiệp thế và siêu thế. Thành ra cái người mà học hoặc là sinh giới gì đó, nếu mà không có cái foundation, tức là cái base để là gọi là tam quy đó, thì cái người đó cũng chỉ hành những cái thiền pháp bình thường rồi thôi, chứ còn tiến được xa hơn là không có. Mà cái sau này thì người ta mới thêm vô để cho nó ấy, cho hồi thời Đức Phật đó, chỉ cần thọ tam quy không còn
có thể thành sa di rồi, năng chứ không phải là dễ. Rồi sau này mới thêm 10 giới rồi này kia ông chồng, là sau này chuyện xảy ra sau này hỏi Đức Phật đó. Nhớ là vô gặp ông chư muốn cho thọ tam quy, tức là kể như là thành sa di đó. Thành là khi mình có được cái căn bản như vậy rồi, mình có mình nghiền ngẫm mình học hỏi đó, thì từ cái căn bản nó có thể đưa mình lên cái những cái pháp mà nó siêu thế được, siêu thế. Mà trong chú giải thích nhiều cái bài kinh mình coi thường vậy chứ nó rất là dễ sợ lắm chứ không. Chẳng hạn như bài kinh Karani đó, nên Karani nếu đọc hiểu hành theo những cái điều mà trong được đề cập tới trong cái đó đó, theo chú giải là có thể đắc tới tam quả. Thành ra cái câu cuối cùng là không còn thai sanh lại vậy đó, nghe lên tới đó rồi đi luôn chứ không còn trời cái vụ mà sanh đại nó bây giờ bậc tam quả mà sanh về cái cõi đó thì biết. Cái điều này chứng tỏ rằng mình học hiểu bài kinh đó, mình làm theo những cái điều đó là vẫn có thể đắc tới ngũ thiền chứ không phải không, và đắc luôn ra tam quả nữa. Thành ra mới được về những cái cõi mà không còn thai sanh là như vậy ha. Thành ra nó quý ra chỗ đó. Thành ra người ta nói là mình trân châu, mình có thể mình tìm được, mình dựa vào một số cái điều kiện về bố thí về này nọ được. Nhưng mà cái mà mình đi qua khỏi cái ranh giới giữa phàm thánh đó, thì cái bây giờ đó là cái tam quy. Thành ra nó mới quý là như vậy. Nam mô Bích Thà Dạ. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài giảng giải câu hỏi của con. Dạ, con xin hết cái câu của tu học Phật pháp mà nên con xin đọc ạ. Kính xin sư giải thích về ý nghĩa của việc sám hối. Có quan điểm tin rằng sám hối có thể diệt nghiệp xấu trong quá khứ, vị phải hiểu thế nào cho đúng. Nam mô Bích Tha Giác. Dạ, con kính nhân minh đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giác, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái nghiệp mình tạo rồi đó, thì khi nào mà nó muốn nó không có khả năng cho quả, mình gọi là ảo xì cấm má tư vô hiện nghiệp đó, là tự theo cái thời điều kiện của nghiệp chứ không phải theo cái điều kiện của việc sám hối. Thường thường mình sám hối đó, mình đừng có hiểu cái chuyện gì sâu xa sám hối, tức là mình dạy cho mình một bài học là tự đầy dài đừng có phạm cái đó nữa, chứ không phải là sám hối là diệt được nghiệp xấu. Cái nghiệp mình tạo rồi đó, ngoại trừ nó trở thành nghiệp là cái chuyện của nó, mình không có khả năng làm gì hết đó. Nhưng mà cái khả năng của mình có thể làm được đó, để cho những cái nghiệp đó nó vô nghiệp đó, là mình phải đắc cái quả thánh, đắc quả thánh. Ví dụ như mình đắc cái sơ quả đi, thì cái nghiệp xấu nào mà nó đưa đi tái sanh bốn đường ác đạo thì nó không có khả năng. Đó, cái đó là cái việc mình giữ giới không liên quan tới sám hối đó. Nên nhớ sám hối là mình nguyện mình chừa những cái điều xấu mình đã làm, bây giờ mình tới mình đã nguyện là không làm. Nhưng mà nếu mình sám hối rồi mình làm nữa thì cái việc sám hối của mình nó giống như mình phạm cái giới thứ tư rồi, phạm giới thứ tư. Bởi vì mình nguyện vô quý vị đọc coi, nguyện là không làm cái đó nữa. Là gặp mấy ông sư thường Phật tử Việt Nam ít thấy sám hối với ông sư chứ. Còn bên Thái Lan, bên Miến Điện nó vẫn sám hối với ông sư như thường. Sám hối với ông sư đó là Âu Bali, không biết cái đây quý vị có nghe không á. Ma thể rê bà ma đề na đò hòa rách tình ai dê na cà tăng sập băng bà thăng khá ma thập mê phạm tê. Đó, cái đó là cô cư sĩ đấy. Này sám hối chư tăng, này sám hối tức là mình nhiều khi mình có những cái gì đó mình làm cho xúc phạm tới vị sư đó mình sám hối, tức là mình nguyện mình sẽ không làm cái điều đó nữa, chứ không phải là mình sám hối để cái nghiệp xấu theo. Nhưng mà nếu mình không làm việc đó nữa, mình phải làm cái việc thiện để cho tới khi nào mình đi lên cái chỗ mà mình cái nghiệp xấu nó không có theo kịp, chứ không phải là mình sám hối cái đó nó không mất được. Thành ra chúng tôi thường nói đó, cái nghiệp mình làm rồi đó, cá nhân mình chỉ làm được hai chuyện thôi, một là mình giật, hai là mình trốn. Đó, mình trốn là như thế nào, là giờ mình tạo thiền pháp thì nó thiền pháp nó đẩy mình đi tới hoài, thì cái ác pháp đó nó
ít có khả năng để nó cho quả, dầu nó vẫn có nhưng mà không có, nhưng mà ít có khả năng, cho đó gọi là trốn. Nghe là trốn được thì trốn, trốn khi nào nó tới mà trốn được thì phải trả. Cái thứ hai mình giật, giật là sao, là mình hành thiền minh sát để mình đắc thánh á. Ví dụ mình đắc sơ quả thì mình giật được bốn đường ác đạo, mà mình đắc tam quả thì mình giật cả cõi dục này luôn, rồi mình đắc tứ thánh quả thì mình giật luân hồi này đó. Là giật chứ không có trả nữa, chỉ có chuyện đó thôi. Nhưng mà sám hối thì không thể là chấm dứt nghiệp xấu cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thủ, sa thủ. Dạ, con thấy tu học Phật pháp là kính cảm ơn sư. Dạ, con cũng thành kính đảnh lễ tri ngài đã từ bi giảng giải câu hỏi của tu học Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, dạ, đạo tràng còn câu hỏi không quý vị? Còn vị nào đưa bàn tay hoặc chết chắc không? Dạ, mỗi lần Nhục Quỳnh thấy cái nít Phật pháp 2019 này cũng thường có câu hỏi nè. Dạ, mời đạo tràng, mời vị nào có câu hỏi có thể đưa bàn tay và có những câu chết chát không ạ? Dạ, vậy là con không có thấy câu hỏi nữa. Dạ, Vinh Kinh có chết không Vinh? Nãy giờ Vinh uống nước, Vinh nghỉ khỏe chưa Vinh? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Vinh Quỳnh Kinh có chút máy chưa? Cho Nhục Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Còn một câu hỏi nữa. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Vinh Kinh, cũng cảm ơn câu hỏi của tu học Phật pháp. Kính thưa sư, tâm sở niệm định là sở hữu tịnh hảo thuộc bên thiện, nhưng khi chú tâm bẻ khóa của kẻ trộm, lúc đó cũng cần có niệm và định tâm, vậy phải hiểu thế nào cho đúng thưa sư? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, khi mình bẻ khóa thì nó có định chứ không có niệm. Định, nếu niệm rồi tà niệm, tà niệm thì cái tà niệm với cái chỗ đó không, thường thường tà niệm thì nó không có chi pháp mà chắc chắn, nhưng mà nói theo chú giải thì nó là những cái tâm bất thiện mà liên quan tới cái việc làm đó, là việc mình thấy đó. Nhưng mà định thì có, bởi định là tâm sở ê cách cái ta, tức là nó cái tâm nào cũng có nó đó, thành ra khi mình bẻ khóa đó là tà định. Cái tà niệm chứ làm sao có niệm được, nếu mà có niệm mà đi bẻ khóa nữa thôi chứ không biết cái gì pháp ai dạy, chứ không phải Đức Phật dạy đâu đó. Mình không thể nào mà có, nếu mà bây giờ mình nói thật sự về đi, mình nói những cái thiện pháp giáo pháp nó không thể đi chung nhau được. Cũng giống như giờ mình muốn quánh ai đó, mà tự nhiên mình có thời gian mình hành tâm từ thì tự nhiên tâm từ đó nó phát sanh, rồi quý vị nghĩ sao? Không lẽ mình quánh nó với tâm từ, phải không? Thành ra khi nào cái hành động mà ác là ác thôi chứ không có ấy được. Thành ra mình đừng có hiểu lầm là lúc mình bẻ khóa vẫn có niệm, định không có, định thì có, nhưng mà niệm là tà niệm chứ không phải là chánh niệm. Với định này đó là tà định rồi, nó có nhiều chuyện lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xa thủ con thấy tu học Phật pháp đã tri ân sư rồi. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời bàn tay của Quỳnh Kinh nè. Dạ, Nhục Quỳnh mời Quỳnh Kinh. Quỳnh Kinh có cho Nhục Quỳnh tín hiệu để mình Nhục Quỳnh gửi mít lại Quỳnh nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, mắc cỡ rồi hả Quỳnh? Dạ, Quỳnh mắc cỡ rồi hả? Dạ, kính mời Quỳnh nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính lễ thượng tọa Lưu Tông, kính lễ chư tôn đức, thành chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Rồi, ok. Nãy giờ ngồi nghe thì nghe thấy nói về vấn đề mà luân hồi đó thôi chứ. Thì con được biết đọc có một số sách thì còn nói về vấn đề chấm dứt luân hồi. Thì theo như cái vấn đề này thì
cái sự chấm dứt luân hồi là như thế nào. Có người nói chấm dứt luân hồi là người đó sẽ được tái sanh về nơi là Tây Phương Cực Lạc, ở đó là vĩnh viễn muôn đời, thì coi như là chấm dứt, không còn luân hồi trở lại nữa. Thì như vậy cái gì là luân hồi, thế luân hồi như thế nào được gọi là luân hồi? Giờ như vậy bây giờ mình phải giải thích sao, nếu mà nói là hoặc là có người có nói chết là hết, là chấm dứt luân hồi. Thì con cũng thỉnh sư Quan Hệ giải thích chi tiết chứ sao. Nam mô Bổn Thầy, gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Ra nói luân hồi thì Tây Phương Cực Lạc thì mình đang ở Tây Phương này nè. Tây Phương Cực Lạc tức là lạc tới phương Tây Cực, thấy mẫu thân luôn đó. Quỳnh đi làm Quỳnh chưa tở thì sao mà muốn về đó nữa vậy hả? Cái chuyện mà nói luân hồi đó, cái chữ luân hồi đó chỉ sẵn xả đá mà dịch luân hồi, chúng tôi nghĩ là nó không có không chính xác. Bây luân là phải luân tới chứ không phải luân hồi được. Mình đâu hồi lại đâu, mình đâu có đi trở lại đâu mà luân hồi. Không, phải luân tới mới được. Nhưng mà hỏi bây giờ muốn chấm dứt cái luân tới đó là chấm dứt cái gì? Khi nào tâm tử của bậc tứ thánh quả phát sanh được gọi là chấm dứt luân hồi, tức là không còn đi tới đi lui trong cái cõi dục, tức là người đã không có tâm tử nữa, là không có tâm tái tục nữa, tức là chấm dứt luân hồi. Còn bây giờ mình cứ mà mấy cái người mà mình khoe là đi tới đó khoe ấy này kia chụp đó, thật sự đó đó là tưởng không người lái đó nha. Bởi trong kinh điển Đức Phật nói khi nào mà cái lộ trình tâm mình mà nó có cái đối tượng gọi là Niết Bà Ná đó, thì lúc đó mới hy vọng là có thể chấm dứt được cái sự mà sanh tử của chúng sanh, thành ra chấm dứt luân hồi, tức là chấm dứt cái sự sanh diệt của danh và sắc. Khi nào mình chấm dứt cái sự sanh diệt danh sắc thì gọi được là chấm dứt cái luân tới đó, đó. Chứ còn luân hồi thì không ai hồi lại được hết đó. Mình đi là đi tới hoài chứ làm sao hồi lại được. Nam mô Bổn Thầy á. Xa thú, kính trời người Phật tông. Nãy cũng có nghe về vấn đề mà Tỳ Cú Ni của tôi chứ. Cái vấn đề này cũng là một cái cũng khá là nhạy cảm. Thì theo như ta nói là Tỳ Cú Ni sau này không có được thành tựu, nhưng mà giờ người đó mặc dù là người ta là không được thành tựu, nhưng mà ta tu đàng hoàng nghiêm chỉnh rồi thọ giới trong sạch, người ta hành tư xứ vậy, như vậy những người đó nếu mà đầy đủ ba la mật, người ta có thể chứng đắc được đạo quả không sư? Nếu mà mình nói là người ta không được về cái hình thức thôi, nhưng mà về sự tu tập người đó có được thành tựu ngay trong kiếp hiện tại này không ạ? Dạ con cũng thật chứ. Nam mô Bổn Thầy, gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Có hành cách mấy cũng không thể đắc được, là lý do đó họ mang cái nghiệp của họ rất là nặng, tức là nghiệp trộm tăng tướng. Nghĩa là đi đâu mà xưng mình Tỳ Khưu Ni mà chứ mình không có tu đúng theo giáo điều của Đức Phật đặt ra đó, thì cái người đó mặc y gọi là trộm tăng tướng. Mà trộm tăng tướng là chỉ có đi xuống thôi chứ không có đường nào đi lên, nên là có hành cái gì có làm cái gì cũng không thể đắc được. Nam mô Bổn Thầy á. Nhưng mà cái này có nhiều người ta không có đồng ý, ta nói làm gì làm ta cũng hành đúng pháp kia, nếu mà ta không giải thoát được thì người ta chết, ta cũng do nhờ phước báo tu tập về giới định tuệ, người ta thì vẫn có thể được sanh làm người, được sanh cõi trời như thường, nguyên cả cuộc đời người ta như là ta đặt hết cho cái cuộc tu này. Thì theo như vậy thì sư có thể cho biết là người đó có thể được sanh về cõi trời hay là sanh làm người được không ạ? Dạ con cũng tính. Nam mô Bổn Thầy, giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Không thể sanh về cõi ăn vui được huynh, bởi trong giới luật Đức Phật đó, cái người đó đó, người đó ông sư đó tu đàng hoàng đó mà lỡ phạm một trong bốn cái giới nặng mà không xả y đó, cái đó gọi là trộm tăng tướng, thì chỉ có một đường đi mà thôi, rồi trở về ngôi nhà cũ. Qua cái giới trộm tăng tướng mà bây giờ đó quý vị để ý coi, những cái phim mà ở Thái Miến Điện không bao giờ thấy mà có ông sư đua hết á.
nó mượn dùng cái hình ảnh của ông sư thôi, chứ không có ông sư nào mà lên lên trên đó làm vậy đó. Bởi vì cái đó là không khéo là mang trội tôm tăng tướng, là nó sợ dữ lắm, chứ không phải mình đừng có tiền chờ vợ lật lục tỳ khu ni ra coi sẽ thấy cái đó. Mà bây giờ tỳ khu ni mà nói cái mấy nữa là đã đứt chến rồi là tu không thành, ngoại trừ đại hội thánh tăng, không phải đợi tăng, đại hội tư tăng cả thế giới đồng ý là cho tái lập cái đó thì được, bởi Đức Phật cho phép là chư tăng được quyền thay đổi số cái điều kiện về giới luật. Nhưng mà nếu mà nó nhớ đó, cái chuyện đó bây giờ không thể làm được, bởi vì chính Miến Điện và Thái Lan nó đã không lên tiếng, không công nhận có cái tỳ khu ni rồi, thì bây giờ làm sao mà chư tăng, mà đâu phải là chư tăng một nước rồi, đâu có cái những cái chuyện là chuyện lớn chứ đâu phải chuyện nhỏ đâu huynh. Thành ra bây giờ đó, nếu mà người ta muốn đắc đạo quả đó, cách dễ nhất xả y giữ tam giới vẫn đắc đạo quả như thường. Còn bây giờ mình không có chịu xả y mà mình cứ nghĩ mình là tỳ khu ni, làm sao tám giới còn đắc được, mình bỏ ra mình dễ dễ giữ dễ hành hơn, sao không làm mà rồi làm tỳ khu ni, nội cái đó không biết là nó không có bình thường rồi, mình thấy không đó. Bây giờ những người đó nếu mà muốn hành cho đàng hoàng, muốn đắc đạo quả, xả y để trừ tám giới vẫn có khả năng đắc đạo quả như thường, nhưng mà vẫn xưng mình là tỳ khu ni hoặc là tỳ kheo bị phạm giới mà không có chịu xả y, vẫn xưng mình là tỳ kheo đó, không có đường nào hết đó. Đường duy nhất là trở về khu nhà cũ mà thôi, là một cái thai giá. Dạ, xa hữu, kính đề thượng tọa lưu tâm. Đây cũng giống như là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh đó, để có quý vị nào mà lỡ lỡ tự xưng thì kheo ni rồi, thì cũng nên suy nghĩ lại chút xíu. Để trả lại cái vấn đề mà kinh Tứ Niệm Xứ, con thấy trong kinh có nói, hay nói về cái từ quán, là không nói niệm mà nói quán, thì theo vấn đề này thì mình nên hiểu như thế nào cái vấn đề cái chữ quán? Con thấy nó khác một cái chữ niệm, nó khác. Nhưng mà trong kinh thì Đức Phật dạy phải sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, chứ Đức Phật không dạy niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, thì mình phải nên hiểu như thế nào cái này? Con cũng tỉnh chưa? Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Thiệu Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, khi mình hành tới niệm xứ thì ba cái chi pháp chánh mà Đức Phật nói tới đó, Atabi Sano Satima, khi nào mà nói niệm không á, thì nó không chính xác, mà nói Atabi không chính xác, mà nói Satima Sambacchanya cũng không có chính xác. Thành ra nếu ba cái đó gộp chung thì mình dùng cái danh từ quán để cho dễ hiểu, nhưng mà nếu muốn biết chắc thì coi những cái đoạn đó đó trong Bali, chữ đó là chữ gì. Chứ còn nếu mà mình, bởi vì thật sự ra nhiều khi tiếng Việt mình nói có nhiều cái chữ dịch ra, nhiều khi mình cũng biết được đâu mò. Khi là quán, rồi có khi tưởng gì ông sùm trong đó đó, rất là nguy hiểm. Thành ra cái chữ nào đó, mấy cái nước mà Phật giáo tiền tiến đó, nghĩa là Phật giáo lâu đời đó, những cái chữ đó họ giữ nguyên chữ chứ không bao giờ mà họ dịch hết đó. Đó. Ví dụ như chữ câm má mà dịch là nghiệp đó, cả Thái cả Miến Điện vừa xài chữ câm đó, Miến Điện đọc thành gâm 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 là câm má đó, ăn bây giờ nó dịch đó, xà tị nó không có dịch. Chứ Việt Nam mình cứ đè ra dịch chữ nào cũng đè dịch dịch riết, mình cũng biết đường nào mò. Rồi nó mới lật từ điển của nó đó, nó mới chú thích cái chữ đó là chữ gì, nghĩa là gì. Đó, trong trường hợp đó và ta bi nghĩa gì, trong trường hợp đó sẵn mà sanh giá nghĩa gì, trong trường hợp đó satima nghĩa là gì đó, chứ nó không có dịch. Bởi dịch là chắc gì mà cái hai cái ngôn ngữ nó chính xác không? Ngôn ngữ nó thật sự là nếu mà mình dịch mà chính xác thì mình đi qua những cái nước khác đó, mình nhờ giờ thông dịch nó cho mình làm tiền, tại sao mình tưởng như vậy, thấy không? Có những từ cũng chính xác, thành ra muốn biết thì phải coi từ Bali rồi chữ đó là chữ gì, mà dịch là quán chữ đó chữ gì, mà tại sao không dịch quán mà dịch là chữ khác là vậy đó. Chứ còn mình dựa vào cái bản tiếng Việt không, hay là bản bất cứ bản dịch nào vậy, rất là nguy hiểm. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, xa thứ dạ, kính thưa thượng tọa lưu tâm. Quý vị nào có hỏi thì giơ tay hoặc là chat lên nha.
để tránh mất thêm mất thời gian thì chúng ta hỏi đều đều như vậy, ai muốn hỏi gì cứ hỏi nha. À, kính thưa sư, thì trong trong kinh Niệm Xứ con thấy có một câu nói về vấn đề mà vị ấy áp dụng về vấn đề tu tập, mà tu tập làm cho sung mãn, thì cái chữ làm cho sung mãn này nó có đồng nghĩa với là tứ chánh trần hay không sư, hay là chữ mãn này mà phải hiểu là một góc độ nào khác. À, con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích cho cái đoạn và làm cho sung mãn là như thế nào gọi là làm cho sung mãn. Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Làm cho sung mãn tức là mình phải biết cái chỗ mà họ đang hành tới đâu chứ. Sung mãn là sung mãn cái đối tượng của a à, tại vì sống bạch xã nội xã thì mà ở chỗ đó đó nó tới đâu thì sung mãn thôi, nghĩa là không lùi được nữa nhưng mà đi tới. Nhưng mà nên nhớ đó, cái người mà hành mà muốn làm được cho sung mãn đó, tối thiểu phải qua cái tệ thứ tư. Bởi vì cái tệ thứ tư mà phần đầu đó giống như chúng tôi nói kỳ trước là nó vẫn còn quý bạch sanh kỳ lệ xạ, tức là vẫn có thể làm cho cái mình sai lệch được như thường, thành ra cái tệ tư mà phần sau đó gọi là phá la quá thế dấp đó, thì cái đó mới mới bắt đầu chính thức là như là tất cả nhà chú giải đều chính thức gọi cái đó là bắt đầu là thiền minh sát. Chứ đa số là mình là bởi vì thiền minh sát trong thành tịnh đạo vẫn là thiền minh sát có 10 10 10 tệ 10 10 tệ thôi đó, chứ còn đa số 16 tệ là tính theo sớ giải sau này thêm vô, chứ còn đúng mức là chỉ có 10 thôi, tính 10 thôi, tức là phải lên tới đó là mới tính được. Thành nó muốn sung mãn là phải lên tới đó nó mới sung mãn. Sung mãn về đối tượng, sung mãn về trạng thái của danh sách được gọi là vô thường khổ não vô ngã gì đó, thì cái sung mãn là bắt đầu từ đó đi, là mình làm cho nó càng ngày nó càng vững chắc, nghe là cái tâm lúc đó là nó phải dính vô giờ đó, nó phải thấy rõ những cái gì mà cái điều kiện theo cái tệ mà cái vị đó tới, chứ còn không phải sung mãn là chuyện dễ, bởi cái từng từ pháp là vậy đó. Mình sung mãn ở cái cơ bản cũng có, mình sung mãn ở cái bậc trung có, bậc cao cũng có, tùy theo cái điều kiện của cái vị hành giả trong lúc đó. Nam mô Bụt Thầy giá. À, xà thú à, tuyệt vời à, còn kính trường xin à, quý vị cũng dường như bông hoa lên quý vị à, cái từ xung này không nói dễ nhưng phải dễ, thấy tu càng lâu thấy càng xìu, nói sung mãn thấy thấy nó xìu từ tu riết chán luôn à. Để tiếp tục con hỏi sư về vấn đề như sư nói về những cái tuệ như vậy đó, thì tuệ tiếng cái này theo theo như sư không biết trong mình nó nên hiểu như thế nào này, tuệ danh sắc đó. Thì cái gì là tuệ danh sắc là sao, là thấy danh sắc, ví dụ như giờ mình thích vô mình biết là sắc, mình cái biết là danh thì mình về danh sắc như vậy có phải là biết danh sắc hay không sư, hay là phải biết một cách nào đó mới thật sự gọi là tuệ danh sắc à, con cùng tỉnh sư quan nghĩ giải thích và tường tận cho cái này à. Dạ, Phật. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Khi nào mình thấy danh sắc tức là cái chỗ đó mình phải dựa vào trà tụ lá lắc hạ của mỗi cái pháp vậy đó, mình mới biết mình thấy đúng hay không đúng, chứ thường thường mình thấy không có đúng. Chúng tôi thí dụ vậy đi, nghe một tiếng chuông beng cái mình quay đầu lại hỏi chứ, mình quay đầu là tại gì tại sao nó, mình thấy mình nghe tiếng chuông mình không biết tiếng cái tiếng đó là tiếng gì, mình mới quay đầu nói cái đó là nó chưa thấy gì hết. Bởi vì cái điều kiện mà quay đầu á, từ đầu tới đuôi đó là nó qua cái ngàn chuyện rồi chứ không phải một chuyện. Trong lúc mình nghe, nếu mình có niệm mình nghe rồi cái mình phải nhìn vào cái tâm mình để coi mà cái tác ý lúc đó gì, tác ý là muốn quay đầu hay là tác ý định quay đầu gì đó, phải nhìn cái đó. Thì cái tác ý nó mới làm phát sinh chất gió, thì chất gió nó mới làm cái chuyển động đó, cái đầu nó mới quay. Đó. Thì khi mình tới chỗ đó đâu biết à, cái này là mình thấy cái trạng thái mà chuyển động của chất gió, tức là đó mình tại mới gọi là thấy sắc. Chứ còn nếu mà mình quay đầu mình cứ nghĩ là tại cái âm thanh tôi quay mà không biết tại sao mình không thấy được cái chuyển động ấy, là làm sao gọi là thấy sắc được. Đó. Nó có những cái mà nó rất là chi tiết trong những cái chuyện đó, là khi mình thấy nó mình phải dựa vào số cái điều kiện, cái nhân gần nhất của nó là cái gì. Đó.
chứ còn không là mình lấy bây giờ cũng vậy đó, ngay cái đi đứng nằm ngồi như vậy đó. Coi trong chú giải mới thấy rõ ràng tác ý, dở tay tác ý dở chân gì phải phải thấy cái tác ý đó trước, bởi vì cái tác ý nó làm phát sinh cái chó chất gió nó mới chuyển động, thì mình thấy cái trạng thái của chất gió đó được đó thì mới gọi là thấy sắc. Còn thấy danh là khi nào mình có cái điều kiện khác thì mình mới nhận được cái đó thôi, chứ còn không phải thấy danh là dễ. Người ta nói danh sắc là tại vì danh sắc luôn luôn là nó đi chung chứ không có đi riêng, mà mình muốn thấy cái đó là phải có những cái điều kiện như vậy. Nam mô Bích Thầy giá. À, xa thứ dạ kính thưa thượng tọa Long. Nhưng mà sư nói như vậy thì khi mà mình nói về mà nghe một âm thanh mình bắt được cái trạng thái đó thì con thấy cái này bộ vô phương bộ khó chứ không phải dễ gì mà làm được cái này, bởi vì theo vi pháp thì một cái sắc cứ sanh lên như vậy nó tới có tám sắc bất ly, mà khi mình nghe được âm thanh nó đã trùng trùng điệp điệp vấn đề đó là danh cũng vậy, cũng có tám danh bất ly, thì vậy mình có phải bắt buộc phải thấy được những cái chi tiết đó không, hay là mình chỉ bắt được cái trạng thái đơn thuần như thường đó là dạ con cũng thỉnh sư ạ. Cái phạm nhân của mình á, hay là mình không có tu tập mình không bao giờ mình bắt được, là tại sao mình nhớ giữa lộ trình tâm của mình hàng ngàn tỷ pháp quan khá đó, tại nó mình không thể thấy được là tại sao nó không có sự liên tục trong cái việc nhìn, trong cái việc thấy nghe người, nếu mình không có cái lộ trình tâm mình nó không liên tục để mình nhận dạng cái đó thành nó mình không có thấy nè. Ví dụ như huynh đương nghe đó, đó thì lúc đầu mà huynh cái lúc đó là nó lộ đó là lộ ngủ chứ không phải là lộ ý, tức là nó phải qua rất nhiều chuyện mới tới lộ ý. Thành ra khi cái người nào quan sát thông thường đó, những cái nào mà tương đối mà thô chút đó, quan sát để cho khi nào mà thấy được những cái nhân gần nhân xa của nó rồi đó, lúc đó mình mới có thể mình tính tới cái chuyện khác được. Bởi lúc đầu mình thấy đó, mình thấy giống như là mình thấy một cái gạch dài vậy đó, nhưng mà nếu cái lộ trình tâm mình cái pháp quan khá nó ít lại thì mình thấy bắt đầu cái gạch nó cái đường đó nó đứt, nó có từng khúc một khúc. Nhưng mà nếu mà thật mà cái lộ trình tâm mình mà cái niệm với cái định mà nó với cái trí tuệ mà nó có thật sự gói đó, thì lúc đó là bắt đầu mình có thể mình thấy từng chấm lúc đó mới nói chuyện được, chứ còn mình vẫn thấy cả một đường dài là không ấy được. Mình nên nhớ đó là khi mà cái một cái điều gì cái âm thanh đi, mình nói cái âm thanh nó xúc vô tai mình không biết được cái chỗ tai mà mình biết cái đó là âm thanh là trật lắc rồi, làm sao thấy được danh sắc, phải không? Rồi mình không hơn mình hỏi chơi cho vui, chứ còn muốn thấy cái đó rồi phải ngồi miệt mài bao nhiêu lâu nó mới bắt đầu có thể nhận dạng được những cái chuyện đó, mà khi nhận dạng rồi mới thấy được. Thành ra cái đó là những cái tại nó ở chung. Thành ra có những cái danh từ giống như chúng tôi nói kỳ rồi đó, tại sao mình nói quán tâm nơi tâm, hay là quán sắc nơi sắc, hay quán thân nơi thân, tại vì cái lối việc đó mình rất khó hiểu. Thí dụ giờ mình nói vậy đó, mình đang quán cái đối tượng mà là tứ đại, nhưng mà mình chỉ thấy một vật mà thôi, tức là thí dụ bà Tha Quy, thì bà Tha Quy gọi là quán thân, mà tứ đại gọi là trong thân, chứ thân trước là bà Tha Quy, thân sau là tứ đại. Đó, là nó quán thân nơi thân, quán thân trong thân là như vậy. Còn nếu mà tại sao quán thân ngoài thân, là sao là quán thân, là quán thân là cái bà Tha Quy, nhưng mà cái ngoài ngoài thân đó là cái cũng thân đó là cái bà Tha Quy nó đã diệt rồi, chứ nó không còn ở đó nữa, chứ không phải là quán cái bà Tha Quy của người khác. Nếu mà nói người khác phóng tâm như sao nó quán được. Thành ra nó rất nhiều cái vấn đề, cái chi tiết trong đó ha. Quỳnh à, muốn rõ tìm cái quyển gọi là Vipassana đi bệnh đi á, giải thích nhiều cái chuyện mình đọc cũng đó mình sẽ thấy nhiều cái lắm. Nam mô Bích Thầy dạ. À, xa thứ à, kính trời người tội tâm quá thật rồi. Bây giờ nếu như vậy thì quá khó, thấy được cái nội cái đầu tiên không, mấy cái sắc không thấy khó rồi. Nhưng mà giờ như vậy, giờ thí dụ như giờ mình học pháp học mình biết à, thí dụ như mà mình bước đi giờ chưa bước đi, thì khi mà khởi ý bước đi như vậy cái chất gió nó thành, bây giờ mình tác ý mình sử dụng cái vô đi sô manasikara, mình khéo tác ý để mình rình, giống như mình là điệp viên mình rình, mình có sự biết trước vậy. Giống như mình biết trước nó sẽ bước ra, thì như vậy khi mà mình rình như vậy, mình có sự tác ý như vậy,
nó là rút ngắn cái thời gian tu tập hơn không sư, hay là nó có những cái phản tác dụng như thế nào? Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị, mình muốn cố gắng cái sự tu tập mình đó là mình phải thấy cái không không phải làm mình làm vậy đó, nhưng mà phải dựa vào khoa học để mình có thể rút ngắn cái đường đó. Bây giờ thay vì đó quên lo quên rình rình đó, quên đừng có rình, quên bắt đầu quên để quên rà đi, thì đây là cái cách để quên sẽ thấy quên rà từ đầu gối xuống tới cái gót chân đó. À, khi nào quên tôi dở cẳng cho bước ban đầu chưa thấy gì đâu, rà cho tới khi nào quên nhận những cái mà cái tác động nào mà nó đối với quên đó, thường thường người ta nói thấy nặng nhẹ đó, cái tác động nào nó nếu đó thì cái chỗ tác động cái điểm đó đó nó gọi là central of gravity, tức là cái nó là cái điểm mà nó mình dễ nhận dạng sự chuyển động của nó nhất đó. Thì quên cái rõ là quên dở cẳng quên cái nhìn vào chỗ đó đi, bảo đảm một thời gian sau quên sẽ thấy những cái điều mình muốn thấy. Chứ còn bây giờ quên nhìn cả cái bàn chân nó là chế định pháp, làm sao quên thấy được? Phải nhìn vào cái điểm mà nghe là cái lực hút của trái đất nó dán vô đó mạnh nhất thì mình mới thấy cái chuyển động đó được. Chứ còn nếu mà nhìn cái chân thì làm sao thấy chuyển động được, phải không? Bữa nay đi về tập thử thì nó gì nói chuyện sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À xa thứ xa thứ, dạ kính chào thượng tọa Thủy Tông. Dạ, nhưng mà bây giờ mình không rình chỗ mà cái central of gravity nữa, mà mình rình trong tâm mình được chứ. Ví dụ như cái tâm mình khởi lên mình rình, à mình rình cái tâm mình nó khởi lên muốn đi khởi lên vậy, thì khi cái tâm nó khởi lên bắt buộc nó phải tạo ra chân chó. À, đó là giống như là một cái quy luật tự nhiên đó. Bây giờ mình rình cái tâm mình, ví dụ cái tâm mình vừa khởi lên bước đi cái thì mình rình liền, mình coi ngay cái khởi đầu đó liền. Thì con nghĩ cái chỗ này bộ lẹ hơn à, theo ý như sư thì chỗ này mình có nên rình ngay cái tâm mình không ạ? Dạ con thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị rình cái tâm cái đó nói như quên là không được. Tại sao? Bởi vì ngũ uẩn này là sắc hương vị xúc nó phát sinh cùng một lượt, nhưng mà nó cái nào nó xúc vô cái sắc thần kinh mình mà nghe mạnh hơn hơn bạn đó thì cái lúc đó đó mình mới tính chuyện khác được. Khi mình thí dụ như bây giờ cảnh sắc cảnh thinh cảnh thương cảnh gì đó nó cùng một lượt nó xung quanh mình đó, thì bây giờ cái sắc cảnh sắc mà mình muốn thấy được sắc cảnh sắc là khi nào cái sắc cảnh sắc nó mạnh nhất rồi nó mới xúc vô cái sắc thần kinh của mình đó, thì nó xúc cái bụp vậy đó thì cái hữu phần đó là hữu phần rung động rồi hữu phần dứt dòng rồi tới tới ngũ môn hương tâm đó, thì nó vô tới đó mà mình mới mới bắt đầu nhận dạng cái nó mạnh như thế nào yếu như thế nào rồi mình mới tính chuyện khác được, chứ chứ sao rình cái tâm được. Bộ huynh tưởng là khi nào cái sắc nó phát sanh nó chỉ phát sanh sắc thôi hả? Mình nghĩ vậy đâu cũng được huynh, nghĩa là ngủ nghĩa là nó trắng ra lục căn lục trần ngủ ấy nó xung quanh mình nó phát sanh giống như những là làng sóng biển vậy đó, nghĩa là nó vô tới tấp cái thân mình là tối ngày mình cứ tào lao hoài thì ở đâu mà rình cái gì đó. Thành ra mình phải nhận dạng một số cái điều kiện đó để mình cần muốn bắt cái nào cần bắt cái đó thôi, chứ nó đâu có dễ giống như mình nghĩ đâu, phải không? Nam mô Bổn Thầy á. À xa thứ xa thứ, dạ kính chân thượng tọa tập. À rồi thấy có câu hỏi của tu học Phật pháp, dạ, mà mời MC nha, mời MC làm việc nha.
Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Chào Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ phải bên kinh xuống mic để cho. Alo. Dạ cái máy Nhật Quỳnh nó có vấn đề. Nên Nhật Quỳnh tưởng đâu là máy nó bị rớt. Cứ rất hoài. Dạ để cho con kéo câu hỏi xuống. Dạ cảm ơn Quỳnh nha. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ kính thưa sư, khi thực hành theo kiểu chủ ý rình để bắt cái tâm trước khi sanh khởi thì đây có phải là đang thực hành theo lập trình, theo ý đồ sắp xếp của bản ngã không thưa sư? Dạ Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ con kính nhân mới đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Tha dạ. Kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị, mình nói theo ngôn ngữ đời thường mình nói rình chẳng có cái gì rình nữa đó, nghĩa là một cách để mình tạo cái điều kiện để mình có thể mình thấy được cái gì đó. Quỳnh nhìn cái đứa nhỏ đó, nó lớn nó bắt đầu nó đứng chân tập đi đó, thấy không? Thì mình cũng làm đó, tức là nó bước vài bước nó ngã, vài bước nó ngã thì mình cũng phải nhìn vào đó. Mình nhìn mình không ngã, nhưng mình nhìn rồi nó mất rồi mình nhìn cho tới khi nào cái điều kiện mà nó cho phép thì mình mới thấy được cái gì đó. Đó. Mà mình muốn thấy được cái gì đó đó thì mình trước khi mình nhìn cái gì thì mình phải nghĩa là nhìn lại cái lộ trong cái lộ trình tâm mình coi nó có cái gì thì mình mới bắt đầu mình qua từ quan sát. Mà nếu mình quan sát không thấy thì mình nhìn lại cái lộ trình tâm của mình, bởi cái đó cái lộ trình tâm là cái đầu câu chuyện, nó phát xuất cái gì thì từ đó nó mới tạo ra những cái khác. Còn những cái mà nếu mà nó không có dựa vào một số cái điều kiện về những nhân quả hay là vấn đề nhân gần nhân xa đó thì mình không thể nào mình thấy được đó. Thành ra trong thiền tứ niệm xứ đó, mình quan sát trong các loại sắc, mình chỉ quan sát được là cái qua vô tha tụ thôi, tức là chất tức là sắc phát do tâm mà thôi. Còn trong khi đó thất do nghiệp, mình làm sao biết được? Bởi vì phát sắc phát do tâm là nó có thể nó đồng sanh đồng diệt với lộ trình tâm thì mình mới có thể mình thấy nó được. Còn những cái sắc kia, nghĩa là tâm sanh tâm diệt gì nó đều sanh hết á, không thể nào có khả năng quan sát được ngoài trừ Đức Phật mà thôi. Thành ra mình đừng có nghĩ mà nói trời ơi tôi giờ sắc chất gió quan sát có rồi, quan sát sắc vật thực sắc này sắc nọ, xin lỗi không có khả năng, không có khả năng làm chuyện đó. Thành ra mình phải dò từng cái để mình coi mình thấy cái nào nó dễ đó thì mình mới bắt đầu mình tạo một số cái điều kiện để mình có thể quan sát tiếp tục đó. Từ khi nhỏ lớn như gần xa rồi thấp lên cao gì đó là cái đó là mình phải tạo điều kiện để mình mới có thể nhận dạng được nó, chứ đâu phải muốn nhận dạng là thấy ra có rình cũng không thấy được. Bởi vì một cái búng tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần thì rình cũng không thấy được. Nam mô Bụt Tha. Dạ sa thủ con thấy tu học Phật pháp đó kính kia trân khi kính cảm ơn sư và con cũng thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh trở lại đạo tràng ạ. Nam Bụt Tha dạ. Dạ Quỳnh Kinh con đó không Quỳnh Kinh. Dạ Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ kính mời Quỳnh. À sa thủ à. Bởi vì còn hỏi tiếp thì cứ hỏi nha, để chúng ta lên phụ chút xíu này. À thì thưa sư, vừa nãy sư nói được đều nghe, giờ một người mà khi người ta nghe một cái, chẳng hạn như nghe một cái câu nhạc, khi người ta nghe vậy cái người ta ghi nhận cái đó, nhồi khi câu nhạc nó vô trong đầu rồi thì nó cứ lẩn vẩn trong đầu vậy đó. Thì giờ những cái lẩn vẩn trong đầu đó, người ta quán niệm cái âm thanh trong đầu đó thì như vậy có phải là quán âm thanh đó không ạ? Hay là quán về cái gì? À, con cũng thỉnh sửa.
Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý, nó vô trong đó rồi mình có quán cũng không làm ăn gì được, bởi vì nó là quá khứ rồi ha. Cái đó thường thường là tưởng tri. Kỳ trước, tuần trước chúng tôi có nói cái vụ mà quý vị thực hành cái tiếng chuông rồi vô vô trong phòng và quý vị mở đó, quý vị để cái niệm trong cái lỗ tai mình đó, vừa sắp cái chỗ đó mà quý vị biết được đó, thì tích tắc chỗ đó thôi rồi là mình mới thấy gì. Còn nếu mà nó tích một cái vô đó rồi cái tâm quý vị chạy vô cái cell phone mà có thâu cái tiếng âm thanh đó thì cũng như không đó. Tại vì muốn thực tập những cái đó đó là mình phải có khả năng là thấy mắt nghe trong lỗ tai, ngửi trong lỗ mũi và nếm trong lưỡi, và nghĩa là cảm giác xúc chạm ở trong cái thân này mà thôi. Chứ thường thường á, những cái đó mà nó xúc vô thân mình thường là cái tâm mình nó chạy ra ngoài liền, chạy ra ngoài cái chỗ phát ra điều kiện đó. Đó, ví dụ mình nghe âm thanh thì cái tâm mình nó chạy ra cái chỗ phát ra âm thanh, chứ nó không có nghe, nó không có khả năng để nghe trong lỗ tai. Mà không có khả năng để nghe trong lỗ tai thì làm sao mà có ấy được, nên mình phải tập. Đó, cái tập cách hay nhất là mình tập từ đầu để coi quý vị chừng nào quý vị mới nghe quen. Quen lên nó vừa xúc cái biết chỗ đó liền đó, mà quen thành ra thường thường nó tập cũng lâu lắm. Chứ hồi xưa chúng tôi tập ở mình trong rung rừng làm cái đó có mấy tháng rồi mới bắt đầu quen, chứ còn lúc đầu á hãy nó vô lỗ tai cái là giật bắn người lên, nó vô lỗ tai giật bắn người lên. Quý vị cứ nghĩ là cái tiếng chuông nó nhỏ vậy đó, nhưng mà nó xúc vô cái sắc thần kinh nhĩ của mình đó, giống như ai mà lấy cái gì thoi vô cái màng tạng của mình đó, chứ không phải dễ đâu. Quý vị ân tình cứ tập đi. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại lời chúng tôi nói kia rồi, vậy nào đau tim đừng tập, tập rồi cái đứng tim mất công cái người bài ra chuyện đó mang phạm giới mệt. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, xa thứ, dạ, kính thưa anh Thượng tọa Lưu Tông. Dạ, đây về cái vấn đề mà cái cảnh vị đó sư, về cái vị xúc, cái vị giác á. Vì khi mình ăn vật thực nó đụng vô trong miệng mình thì vô miệng mình nó còn tùm lum tà la, nó không phải là cảnh vị không, nó còn có cái thân xúc đó. Thì như vậy thì khi mà mình làm cách nào để mình bắt cái cảnh vị ngay cái lưỡi được đó sư? Dạ, có phương pháp nào cái ăn con thấy nó cũng rắc rối lắm, cái ăn kiều hành tứ niệm xứ nó nhiều khê đó, chứ không phải dễ như mình tưởng. À, chỗ này thì con cũng thỉnh sư Quan Hỷ trình và chỉ dạy cho Phật tử cách làm sao mình bắt được cái cảnh vị trong cái lúc ăn. À, con thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Lúc về quý vị ăn bình thường thì quý vị không có thể làm được, nhưng mà khi nào đó đó mà quý vị trúng nghe cái ớt đó. Nhưng mà lúc đó là quý vị lo mà nói tiếng Đức chết thiết mấy mà đó mà mình nhìn cái xúc đó được à không. Là những cái đó là nghĩa là những cái mà đó là mình phải kinh nghiệm mấy cái giác quan khác dữ lắm rồi mình mới vô được mấy giác quan đó. Thường thường hai cái giác quan mà quý vị tập để cho thấy nhất là mắt với cái thân đó. Tập lần để cho nó cái cảm giác nó như thế nào, khi mình nó đụng chạm mình thấy cái xúc nó như thế nào đó thì mình mới gì bắt đầu mình ship qua cái giác quan khác. Chứ còn khi không mình làm nó không, đừng hy vọng không có làm được đâu đó. Bởi vì đồ ăn của mình là nó có nghĩa là ngồi lục vị bát vị mình đi vô ấy, mình trừ phi trong bát vị nó có một cái mà thí dụ như nó mặn hơn chút hay là nó cay hơn chút hay thì lúc đó, nhưng mà lúc đó là mình đang bực làm sao mình quán cái gì hả. Thường thường khi mà ăn nó không bao giờ ta quán gì vật thực mà cái kiểu đó đó, là nó mấy người có nhiều vị dạy vậy, chúng tôi thay thế không có kết quả đó. Theo lời Đức Phật đi quán trước khi ăn, quán trong ăn, quán sau khi ăn, là quán gì vật thực này là vật nguyên chất được chế tạo thì theo món vật dụng người ta là người dùng nó vật nguyên chất để có cái niệm trong lúc mà nhai lúc nếm lúc ngửi mà thôi. Chờ đó mà xúc à đụng à dở lên này kia dùng này sao ăn, phải không? Nó đừng có cái chuyện mà đưa tay lên rồi gấp rồi đưa vô miệng, cái đó là không thấy kinh điển nào nói ngoài trừ một số cái chỗ họ dài vậy thôi, chứ ai nói cái đó đó. Nam mô Bụt Thầy ạ.
À, sao phải có sao đó à, kính đưa kêu được lưới bông à, chưa nói về vấn đề mà ớt cay cũng phải nhớ đến vấn đề mà những vị thiền mà ta quán về hơi thở hoặc là nó quán về sự xúc về thân đó đi. Ví dụ như hơi thở vô nó ra ta khó bắt được cái xúc ngay cái đầu mũi, bây giờ ta nói khó quá, giờ lấy dầu nóng tôi quẹt cái đầu mũi á, quẹt cho nó nóng cho mình dễ kiểm soát hơn, hoặc là cái thân mình á, người ta nói bây giờ mình lấy tay mình nhéo cho nó đau để mình bắt được cái cảm xúc này đó cho nó rõ ràng à, thì sử dụng những cái chiêu đó như vậy nó có hiệu quả không chứ dạ, con mình chưa Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả dạ, kính thưa quý vị. Thật sự ra đó mình làm những cái đó là nó không có kết quả gì cả. Là nhớ đối tượng của thiền minh sát nó có sẵn, nó giới thiệu với cái điều kiện nó cho mình quan sát, mình dùng trí tuệ quan sát mà thôi. Chứ không phải mình tạo ra nó, hay là mình tạo điều kiện để nó sanh. Đó. Thành ra đó là lý do tại sao mà mình nghĩa là phải phải luôn luôn có niệm có tuệ để mình nhìn những cái hoạt động ngoài thân thể và trong ngoài thân thể là khi nào nó xúc vô thân thể hoạt động trong thân thể mà nó rất là nhiều chuyện để mình quan sát. Nhưng mà tại vì thứ nhất là cái khả năng về cơ thể học của mình đó, mình không có nhiều hoặc là có những cái khác đó mình không có ấy, thành ra mình cũng không biết trên ngồi ra, ví dụ như bây giờ mình ngồi đây nè, bắp thịt hay tay chân cẳng gì nó rung tùm lum mà đó. Thành ra chính trong tứ niệm xứ Đức Phật nói là tỳ kheo ở trong trạng thái nào hãy biết rõ trạng thái đó, bởi vì có những cái đặt tên không được đó. Bởi vì những cái đó là nó có sẵn mà nó chờ để cho mình nhìn nó mà thôi, nhận ra nó mà thôi, chứ mình không tạo ra nó, tạo ra nó cũng như không thôi, thấy không? Mình ngồi mình nói phải nói chứ cái danh sách nó nhanh như vậy mà nó có sẵn cho mình nhìn còn chưa ra cho nó hợp mình đi tạo ra tạo cho được đó, nó không có tạo vậy đó, nó có sẵn đó, nó chờ đó. Giống như là mình bây giờ mình đi học đi, trường học là gì, là nó dạy mình học, nó dạy là mình làm gì đó. Nhưng mà bây giờ mình thí dụ mình học là mình muốn xây cái nhà đi, rồi bây giờ mình hiểu được cái chuyện xây nhà nào mình làm sao, thì ra chỗ mà nó bán những cái dụng cụ cái nào đó là mình thấy mà có thể ráp được thì mình mua cái đó thôi, chứ đâu phải mình vô rừng ống để có cây đâu, thấy không? Có sẵn đó chứ không có gì đó, cái những cái đó có sẵn, cái quan trọng là mình nhìn để biết cách xài nó hay không mà thôi. Thì vô sắc thinh hương vị xúc nó có sẵn mà nó có tung ngày nào cũng có, từ sáng đến chiều mình ngủ, nhưng mà sắc thinh hương vị xúc nó vẫn có đó, mình ngủ là chuyện của mình không liên quan tới nó đó. Thành ra mình phải tập để quan sát để thấy được nó, thấy được cái điều gì mà mình cần phải thấy để mình làm cho cái tuệ cái định của mình nó vững chắc và nó phát triển, chứ không phải là mình đi tìm nó, không không cần đi tìm đâu đó. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, xa thứ, dạ, kính trơn đường Phật Lý Tông. À, thì vậy thì quá thật, không phải chuyện dễ mà để mình đi xong vào thiền quán. Thì qua vấn đề này thì con thấy có một số trường thiền người ta nói là giờ muốn vô thiền quán bắt buộc phải đi thiền chỉ trước. À, và người ta cũng nói trong kinh thì Đức Phật dạy thiền chỉ trước, dạy vô là tu là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, mà chứng sơ thiền, mà nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Rồi mới từ đó mới qua cái thiền quán. À, thì có bắt buộc phải như vậy không, phải bắt buộc mình phải tu thiền chỉ trước của tâm mình nó có sức mạnh về định, nó phát huy được cái căn của tâm thì mới qua thiền quán được hay không, hay là giờ mình nhảy ngang vô mình tu thiền quán thì nó có kết quả không ạ? Dạ con cũng lĩnh thưa. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra tại vì mình cần học và cần có thầy là như vậy đó. Nhưng mà thầy bây giờ thì mình có thì nó cũng không có giúp nhiều. Bởi vì kiến mấy vị thầy giống như Đức Phật thì không thể nào có trong thời buổi này. Đức Phật nhìn mình nó ngài biết mình ở chỗ nào, ở đâu, cần gì thì ngài nói, ngài cho đó điều kiện ra đó đối tượng như thế nào là mình làm được liền. Nhưng bây giờ đa số đó các thiền sư không biết được mình ở đâu, mình là ai ở giờ đấy, thành ra họ mới có những cái chuyện để họ thử thử để biết mình là như thế nào. Ví dụ như vô niệm hơi thở, thường họ cho một số cái đề mục
hay là niệm thể trước gì đó. Mà cái đề mục đó đó có thể là đề mục của thiền chỉ được và đề mục của thiền minh sát được. Để khi nào mình hành mình vô mình trình pháp thì ông thầy đó mới đón mình đang ở chỗ nào, thì ông biểu tiếp tục hay ông biểu mình đổi đó. Nhưng mà nếu mình vô đó, tại sao ông có những trường thiền, tại sao họ bắt ví dụ như đại khái như trường thiền của ngài Bà Úc vậy, bắt phải phải hành để cho cái định nó mạnh cái đó là tại sao? Tại lý do đó, khi mà vô mà mình vô mình xin mà ông thiền sư nói chuyện mình một vài câu là ông biết á, cha này cái tâm nó phóng tùm lum, nó phóng không có chỗ ngừng, thành ra phải cho một cái đề mục mà chắc chắn là làm cho cái định dễ phát sanh đó. Chứ trong thanh tịnh đạo cũng không có nói cái chuyện đó. Trong thanh tịnh đạo nói là với một điều kiện gì đó mà người đó nếu mà cái tiền kiếp họ đó có nhiều định đó, thì cứ hành cho tới khi nào đắc thiền, hoặc ngược lại là đi theo bên này. Tại sao? Ví dụ như bây giờ mình ở kiếp trước mình là Phạm Thiên, là hết phước rớt cái bịch xuống, thì bây giờ có biểu hành thiền minh sát trời quánh bảy búa cũng không hành được. Bởi vì cái tiền nghiệp nó cái thường cận nghi duyên nó là thiền chỉ, thì mình phải hành thiền chỉ trước rồi từ đó mình mới phát triển được. Hoặc ngược lại, ngược lại có những cái vị hồi xưa gọi là sụt khảo về ra cả đó, nghe xong cái đắc thánh rồi phải muốn nhập thiền hay muốn biểu diễn thần thông phải đi trở lại hành thiền chỉ là dễ. Thì nó không có gì bắt buộc là phải thiền minh sát trước hay thiền chỉ trước cả, tùy theo cái điều kiện là cái thường cận nghi duyên của cái vị đó từ đâu. Ví dụ như Huynh Kinh mà trong chục kiếp về trước trở lại đây đó, ngày nào cũng gặp được thiền sư, kiếp nào cũng gặp thiền sư dạy thiền minh sát, thì kiếp này bây giờ có quánh bảy búa biểu hành thiền chỉ hoàn không được đó, bởi cái thường cận nghi duyên nó cho vô đó. Nhưng mà bây giờ mấy vị thầy đó thiền sư không biết cái thường cận nghi duyên của mình là cái gì, thành ra thường mình vô là cho những cái đề mục gọi là hành thiền định cũng được, hành thiền chỉ cũng được, hành thiền quán cũng được, cái gì ông chồng đó. Thành ra một hai ngày sau mình làm trình pháp thì ông biết, biết ông sẽ đổi đề mục hoặc là ông biểu tiếp gì đó, thì lúc đó mình mới có khả năng để mình nhận dạng được đó. Thì ngay cái trong thanh tịnh đạo của là những cái cá tánh đó, người có cá tánh đó thì đi ra làm sao, ăn uống ra làm sao, sở thích như thế nào đó ấy, để cho ông mấy ông thiền sư ông rành mới đó nè. Khi ông rành rồi đó, thành ra có nhiều ông đi hành thiền thời gian sau về bói hay lắm là vậy đó. do những cái chuyện đó, đón cá tánh người này bói nói trung phốc à, là vậy đó, chứ không có gì đó. Thành ra mình phải biết những cái điều kiện xung quanh vậy đó, chứ còn bây giờ nhất định vô phải thiền chỉ hay vô đấy thì cái đó trong kinh điển không nói. Nhưng mà thường thường trong kinh mình đọc mình thấy có một số cái điều mà nói về thiền chỉ nhiều hơn thọ tại Đức Phật á, là tại vì đa số hồi xưa Bà La Môn là họ hành thiền chỉ hết đó, họ hành thiền chỉ. Thành ra khi Bà La Môn hành thiền chỉ mà vô gặp Đức Phật thì Đức Phật thấy ông này ông hành thiền chỉ nhiều kiếp đi, chứ không phải kiếp này đâu, thì ngài cho những cái đề mục liên quan tới thiền chỉ nhiều. Còn có những cái người biệt không liên quan thiền chỉ thì ngài đâu cho, nó nhớ nha. Nên nhớ Bà La Môn ông nào cũng hành thiền chỉ đó. Với trước khi mà Bồ Tát xuất gia đã có những cái ông mà thiền sư tứ thiệt, giống như là đạo sĩ A Tư Đà kia, ông chùm này kia, ông chùm đắc tới thiền gì rồi đó, cái đó nó giống như là một cái món ăn của cái mấy ông Bà La Môn này. Ra Đức Phật cũng dựa vào đó để hoằng pháp mà thôi. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, xa thú dạ, kiếm giờ từ Lưu Tông. À, thấy có câu hỏi tự học nha cô Như Quỳnh, mời cô lên nha. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Cảm ơn Vinh Kinh. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp. Kính thưa sư, kinh dạy vị tỳ kheo ly ác bất thiện pháp, vậy ác pháp và bất thiện pháp giống nhau và khác nhau như thế nào thưa sư? Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Mình nói bất thiện pháp thường thông thường thôi chứ không phải luôn luôn vậy. Thông thường là chỉ cho cái danh pháp. Còn ác pháp đó, thường thường chỉ cho cái hành động người đó. Thành ra chỉ có những người học mới nói là người đó làm pháp bất thiện hay là có pháp bất thiện, chứ đa số thằng cha đó làm ác hay là cái bà đó là bà làm ác ha.
nhưng mà không ai nói hết đó. Thành ra cái này những cái câu mà dịch như từ kinh điển như này để chỉ cho cái phát sanh nơi tâm và cái phát sanh nơi thân à, chứ nó cũng là những cái những nó cũng là cái điều xấu thôi. Bởi làm cái điều đó chắc chắn là phải đi về bốn đường đạo giống đi đâu đó. Nhưng mà thường thường là mình suy nghĩ không thì thường là bất thiện pháp, bởi vì nó phát sanh nơi nơi tâm đó, mình không ai biết. Nhưng mà khi mình làm rồi đó, người ta nói cho làm ác hay làm gì đó. Nên hai cái là một cái là chỉ cái danh, chỉ cái động lực từ cái danh đi ra. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Con thấy tu học đã kính cảm ơn sư rồi. Dạ, mời huynh kinh trở lại đầu tràng ạ. Nam mô Bích Thầy vậy. Sao quý vị nào còn nữa post lên nha, ai còn hỏi nào không đâu. Để trả lời vấn đề nãy sư nói về vấn đề mà tu tập đó. Thấy có tu học nè, rồi xin mời sư Nhật Bình nha. Tu học cũng có nhiều thắc mắc mà. Dạ, cảm ơn Quỳnh nhường mic cho Nhật Bình. Kính thưa sư, có quan điểm cho rằng khi học giáo lý nhiều dễ gây trở ngại cho việc thấy thực tính pháp. Dạ con xin sám hối. Vì khi thực hành thiền quán mà phân tích chi pháp theo giáo lý thì bị ngôn từ chế định và khái niệm chế định che lấp thực tánh pháp. Vậy chỗ này phải hiểu như thế nào cho đúng thưa sư? Nam mô Bích Tha giá. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái quan điểm này không có đúng. Sau này mới chia ra pháp học, pháp hành, pháp thành gì. Tại chia ra tại vì cái sự học hỏi nó bắt đầu nó hơi xa cái pháp thành. Nhưng quý vị nên nhớ đó, pháp học với pháp hành nó nằm một chỗ. Bởi vì cái chữ siệt khả đó mình gọi pháp học đó, người có pháp học đó, nếu nó đúng theo cái nghĩa của siệt khả đó, nó có bốn chi, năm chi tất cả đó, tức là nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành đó. Thành ra khi nào mà mình có cái đó, mình được gọi là người có pháp học đó, tức là họ đã hành rồi, hành để thấy nó như vậy. Mình cứ hiểu hành là để đắc này, đắc còn không phải. Quý vị có được một câu pháp rồi đó thì quý vị, cái câu pháp thường ta nói từ những danh từ chế định, quý vị phải nghe là dùng cái tâm mình đó để làm sao để thấy được cái từ cái chế nó ra thực tính pháp. Cái đó là phải hành rồi, chứ không phải là đợi tới ngồi kiết già lưng thẳng này kim chùm nói là hành. Phải pháp hành là công việc làm của tâm, còn đi đứng nằm ngồi tức là chỉ là những cái tư thế để làm cho cái tâm thoải mái trong cái việc nó quán những cái đối tượng, quan sát những cái đối tượng mà thôi. Chứ đừng có nghĩ là phải ngồi học xong rồi ra ngồi đấy. Quý vị học mà quý vị không có cái đủ cái chi, tức là phải hành để thấy như vậy rồi sao quý vị nhớ được, sao quý vị hiểu được. Nhớ cái tâm suy nghĩ cái pháp này, nó Đức Phật dạy nó làm sao làm sao, thầy dạy vậy vậy đó, mình phải suy nghĩ cho nó tới chừng quý vị hiểu rồi đó, tức là quý vị đã có pháp hành rồi, tức là cái tâm nó làm việc để mình hiểu cái đó. Chứ đừng có hiểu pháp học là chuyện, pháp hành là chuyện, rồi cái học nhiều rồi hành được, làm sao không được, trong lúc mình học mình đã hành rồi làm sao không được. Thành ra cái chuyện mà đa số mình cứ nghĩ ra không có phân biệt được cái pháp hậu pháp hành vậy đó. Quý vị có cái bản đồ, quý vị phân tách trên cái bản đồ rồi, quý vị dầu rằng quý vị không có lật ra trong lúc quý vị đi nhưng mà không có lật được. Còn mình không biết cách đó rồi mình nói là học rồi bị dân tỷ đền, cũng giống như quý vị có bản đồ, quý vị coi xong rồi quý vị trải bản đồ rồi quý vị đi trên bản đồ thì làm sao mà tới nơi được, thấy không? Thành ra pháp học pháp hành ở chung một chỗ, thành ra không có cái chuyện học nhiều rồi gây trở ngại gì cả. Nam mô Bích Tha giá.
Dạ, sa thú chúng con thành kính. Ngài đã trả lời câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ, con cũng thấy tu học Phật Pháp đã kính. À, cảm ơn sư. Dạ, bây giờ thì đạo tràng còn câu hỏi không ạ? À? Vị nào còn câu hỏi thì kính mời đưa lên để Dục Quỳnh đọc tiếp ạ. À, tu học Phật Pháp còn câu hỏi. Dạ, con xin đọc của câu hỏi tu học Phật Pháp. Kính thưa sư, có quan điểm cho rằng tụng kinh điển cốt yếu là để hiểu nghĩa lý đúng đắn của kinh mới giúp ích cho việc thực hành đúng pháp và có hiệu quả. Như vậy, dù đọc kinh bằng ngôn ngữ Pali nhưng nếu không hiểu gì hết thì không có ích lợi bằng so với việc tuy đọc bản dịch từ các cao tăng Phật đức, dịch từ Pali sang tiếng Việt có kèm chú giải và hiểu rõ nghĩa lý của kinh dạy mà thực hành, xin sư hoan hỷ chỉ dạy chỗ này. Nam mô Bích Tha Giá và con kính nhân bích đến ngài ạ. À. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa quý vị. Năm con dơi nhờ nằm trong động mà nghe mấy ông sư cái tối ngày cái hệ tụ bạch chạy vô ra đó, mà đá bạch chạy vô vậy đó rồi em. Rồi cái hậu kiếp của nó như thế nào? À. Hoặc là những có những con vật đó, con ếch gì đó, nó đứng nó vô trong nó ở trước cửa đó rồi trong cái Đức Phật Thế Pháp rồi có cái ông đó ông để ông chống gậy ông đi vô mà nhà ông ấy nó nghe bằng tiếng gì nghe không, nó chết lúc đó nó cũng sanh thiên được vậy. Mình nên nhớ rằng đó, mình học cái bản dịch hay là bản Bali đó, nó giống như mình làm cái chuyện là người mù sờ voi. Thành ra đạo nó mới có câu là y kinh diễn nghĩa mà tam thế và quan mà ly đồng ly kinh diễn nghĩa đồng ma thuyết mà y kinh diễn nghĩa tam thế và quan là vậy đó. Mình đọc những cái bản dịch của ông mà mình không có hiểu cái nguồn gốc từ cái chữ nào để ra chữ đó đó, mình vẫn sai như thường chứ không phải là mà dễ hiền hoan hỷ mà tốt lành gì cả. Bởi vì cái mà nghe cái bởi vì cái ngôn ngữ Bali đó, cái loại ngôn ngữ đó nó có nhiều cái sự lợi ích. Bởi vì cái loại ngôn ngữ đó có những danh từ có thực tính pháp, có những danh từ có một nửa thực tính pháp và có những danh từ không có thực tính pháp. Trong khi cái ngôn ngữ của người đời đó không có thực tính pháp mà chỉ là chế định không mà thôi. Thành ra nếu mình dịch ra người đời mình đọc trước cũng giống như mình đọc những cái lời dịch không mà thôi, chứ làm sao mình hiểu được sự sâu sắc của cái chuyện đó. Mà nếu mà mình đọc cái bản dịch cái ngôn ngữ nào khác đó mà mình có thể mình hiểu được đó, thì khi mà hồi xưa có hai vị cao tăng thời Đức Phật đó lợi là xin cho mấy ngài đã dịch từ tiếng Bali ra tiếng Sanskrit, tại sao ngài không cho? Bởi vì ra là nó có thể là nó không có đầu đúng ý nghĩa bản của bản chánh. Thành ra nghe là có người ta xin để dịch ra tiếng Sanskrit đó, tức là tiếng Bắc Phạn đó, Đức Phật không cho phép. Anh nhớ chuyện đó. Thành ra bao giờ cũng vậy chứ. Còn bây giờ thí dụ như bây giờ không biết cái gì hỏi ra ở đâu, nếu ở Mỹ nó dễ hiểu nhất à. Quý vị mà đi làm mà vô quý vị không bập bẹ được những cái tiếng Anh đồ này kia sùng, quý vị đi chỉ nước đăng mài ở xứ này thôi chứ làm sao đi làm đi đồ được, phải không? Chứ đừng nói là giáo pháp Đức Phật mà nó sâu sắc vậy. Thành ra cố gắng học đi, đừng có nghe lời những cái người mà làm biến học rồi thôi, mình đọc bản dịch cũng được. Ra cũng dịch mình từ sai cho tới trí trật lúc nào cũng hay. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thủ con kính tri ân lời giảng dạy của ngài. Con nghe ngài giảng dạy con rất hoan hỷ. Dạ, con thường phục vụ ở rung bích học và lớp học Bồ Tát Thâm Má, con thấy ngài tỳ siêu
là cứ ngày nào, gần như là ngày nào ngài lên ngài cũng chỉnh từ cái tiếng Pali dịch ra tiếng Việt, không hiểu làm sao mà ngài nói không hiểu làm sao, mà lúc này là ngài cứ lên ngài chỉnh hoài, ngài mắc cỡ luôn, và ngài nói ngài mắc cỡ luôn. Nhưng mà chúng con thì rất là tri ân ngài, nhờ ngài chỉnh thì mới thấy được cái sai, chứ còn không, nếu mà đọc bản dịch không thì thôi. Và kể như nó đi thật lớn đi nha, con thấy vậy nhé. Khi con nghe ngài giảng dạy câu hỏi của tu học, con rất là tri ân ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, đồng hồ Nhật Bình còn 12 phút nữa. Kính mong đạo tràng có những câu hỏi không? Dạ, để Nhật Bình đọc và để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nếu không thì Nhật Bình mời Quỳnh Kinh ạ. Dạ, rồi cảm ơn tu học Phật Pháp. Dạ, kính thưa sư, Tam Tạng và Sớ Giải Pali có cả đời học và dịch không hết. Vậy việc tự mình viết ra các sách Phật học có bị xem là dư thừa không thưa sư? Nam Mô Bụt Thầy. Giá và con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, theo quan điểm của chúng tôi đó, cái việc tự mình viết ra cái đó là một chuyện vô ích. Cái coi sẵn mình không học rồi mình viết ra, đó là chưa kể mà mình không có hiểu đúng mức mà mình viết ra vậy đó, không khéo mang cái tội phỉ báng giáo pháp còn chừng, nếu mình viết sai hay là mình giải thích sai. Cái ngôn ngữ Pali thì nó tương đối là nó khó chứ nó không có dễ. Thành ra khi mà vào thời Đức Phật thì người ta học nó dễ, tại vì người ta nói cái ngôn ngữ đó. Bây giờ ngôn ngữ đó vẫn còn được dục ở, nếu vậy nào mà đi Ấn Độ đó, tới cái mương Varanasi đó, thì bây giờ còn một số người cũng đồng đọc được cái loại đó. Quý vị sách cái bản kinh nào biết Pali đưa họ đọc nào, đọc cho nghe rồi giống không? Chứ còn bây giờ mà mình mà không phải là thứ thiệt mà mình viết ra đó, nghĩa là không dư cũng thiếu, không mà không thiếu cũng sai một chút, mà chỉ sai một chút thôi đó là nên nhớ là kinh điển lời dạy của Đức Phật đó, mà mình dịch sai đó là nguy hiểm lắm rồi, chứ đừng nói là mình tự viết đây chết Phật học không. Mình nhớ là vừa vào cái bản có sẵn đi, bỏ thời gian chút chút rồi học rồi, chứ còn cái quý vị nên nhớ đó, với tiếng gì hay bất cứ tiếng nào mà dịch cái Tam Tạng kinh điển ra đó, quý vị nên nhớ là dịch để hiểu kinh chứ không phải dịch để tụng. Bây giờ Việt Nam mình đa số là cái tụng bằng tiếng Việt, cái đó là không có nên. Dịch ra để hiểu kinh điển nói gì thôi, chứ không phải dịch ra để tụng. Mình tụng, mình nói tụng kinh, kinh là lời dạy Đức Phật, ngày xưa ngài nói cái gì thì mình phải tụng bằng tiếng đó. Nhiều ít nhiều cũng phải tụng bằng tiếng đó, chứ không thể nào tụng ngôn ngữ khác mà không ấy đâu. Cái thứ hai nữa, mình không có học một mớ ngôn ngữ Pali đó, quý vị nào đi hành thiền biết rất là lỗ lã. Tại vì có những cái danh từ đó mình dịch ra tiếng Anh rồi dịch ra tiếng Ấn Điện đó, thì ông thầy không nghe, ông không hiểu đâu. Dù giờ quý vị ở bên đó mà cái gì vô trình pháp mà dịch là nói với cái người mà thông dịch đó, nói tôi nhất nhất tê tê thì cái đó chỉ có trời mà hiểu thôi. Làm sao cái người dịch rồi dịch sao mà để cho ông thiện hiểu mình nhất nhất tê tê ha. Nó không phải dễ đâu, thành ra cố gắng đi một chút thì giờ học ít nhiều gì, học cái này không học được nhiều thì ít nhất nó cũng là cái duyên cho kiếp sau mình gặp được cái loại ngôn ngữ đó, và dài kiếp sau mình gặp được vị Phật Tỳ Lai đấy, nhất là ngài cũng nói ngôn ngữ này thì nó vẫn có lợi cho mình nhiều. Nam Mô Bụt Thầy. Giá dạ, sa thú, con thấy tu học Phật Pháp đã kính cảm ơn sư rồi. Dạ, bây giờ thì Ngọc Hân và tu học Phật Pháp cần còn câu hỏi không ạ? À? Còn câu hỏi thì Nhật Quỳnh kính mời lên rồi, Quỳnh Kinh buồn tịnh chạy mất tiêu rồi. Dạ, kính mời quý vị chat lên tiếp ạ. À. Dạ, Nhật Quỳnh sẽ đọc. Dạ, kính mời đạo tràng một lần nữa. Còn không có bao nhiêu lâu, kính mời quý vị có thể chat lên. Quỳnh Kinh buồn tịnh quá chạy mất tiêu rồi. À, Nguyên Như, mời Nguyên Như nghe.
Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, con xin có một câu hỏi, con xin kính hỏi ngài là cái chữ thiện á, ở trong đạo Phật nó có giống với chữ thiện của những cái đạo khác hay không? Xin ngài giải thích cho chúng con về cái điểm này ạ. À. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bố Thầy Giá, kính bạch chư tôn hoàng, kính thưa chư vị, nó phải khác chứ làm sao nó giống được? Cái ngôn ngữ, mỗi cái ngôn ngữ nó có một cái phần mà nó không có giống như cái ngôn ngữ khác, là tại do cái điều kiện về vật lý, điều kiện về địa lý, điều kiện về sinh lý gì đó. Thành ra cái ngôn ngữ đó mình nói vậy, nhưng mà cái sự hiểu biết đó của cái người, của cái người ở cái xứ đó, cái xứ mà có cái ngôn ngữ đó vẫn tốt hơn nhiều, vẫn biết rõ với cái này hơn nhiều. Thành ra nhiều khi mình dịch là mình dựa những cái chữ của cái xứ đó, đó, nhưng mà cái chiều sâu của cái nghĩa đó, cái nội dung của cái nghĩa đó chưa chắc là nó chính xác. À. Thành ra tất cả cái chữ gì cũng vậy đó. À. Nhiều khi mà cái người đó người ta qua tới mình, người ta mượn cái ngôn ngữ của mình, rồi cái người ta dùng cái chữ đó cho ngôn ngữ người ta, bởi chữ ngôn ngữ người ta nó không có đó. Thành ra mình đọc cái thấy quý vị thấy, ví dụ như bây giờ nè, bảo đó. Bảo cái dùng này ấy là chưa là nó tại sao mà nó có cái chữ nó khác với cái bảo ở Atlantic nè, nó thay vì chữ bảo đó là nó âm như cái chữ của tàu đó, chữ đại phong đó, cho lớn đó. Rồi cái nó qua nước khác rồi nó gọi là cái nó đọc thành cái giọng khác hết đó, khác hết chứ nó không có vào trúng. Nhưng mà cái người mà hiểu rõ ràng nhất là phải người ở xứ đó. Thành ra cái những cái đạo khác đó, có thể có những cái chữ đó nó giống như cái chữ trong Tam Tạng kinh điển, nhưng mà quý vị muốn biết chắc chắn là quý vị phải lật cái chữ giải thích cái đoạn đó như thế nào, chứ còn nếu quý vị cứ dịch ra không là chết, dịch theo cái chữ đó là không, hay là mình hiểu theo cái chữ đó nó nghĩa vậy là chết, nó không thể nào mà ấy được đó. Bởi vì đó là do tại sao những cái người mà đi học ở Miến Điện nó có cái lợi cho đó, đó. Cái bộ tạng mà về Bali đó, 20 mấy quyển đó. Rồi cái chữ đó đó nó có nghĩa gì, ví dụ như chữ thập má đó, mình dịch là pháp, chỗ nào mình cũng pháp đó. Chữ thập má nó có 71 nghĩa khác nhau cho cả bộ tâm tạng, 71 nghĩa nhau đó. Thành ra nếu mà mình dường những cái chữ mà mình thấy cái chữ thập má đó rồi mình cái tưởng cái nghĩa nó giống nhau là mình tiêu luôn nha. Có thể cái chữ đó nó khác nó cũng dùng, nhưng mà nó không có nhiều nghĩa như tâm tạng của Đức Phật. Thành ra mấy cái đó quý vị cũng nên cẩn thận, chứ còn không có ấy không được. Chúng tôi nhiều khi quý vị ngay cả quý vị hỏi chúng tôi mà chúng tôi không xua chữ đó, chúng tôi phải dạy từng sao để chúng tôi coi trong chú giải tôi giải thích cái chữ đó là gì, chứ không phải bởi vì mình nó mới nói với mình là dân Việt, chứ không phải là cái dân mà có Bali thứ thiệt. Bali mình là chỉ học lớp để hiểu số kinh điển của Đức Phật mà thôi. Thành ra cái hiểu biết mình về kinh điển nó rất là ít nha. Nhưng mà nhờ được là chúng tôi đọc được một vài loại ngôn khác, trong cái đó có giải thích về tâm tạng kinh điển thành ra cũng giúp được nhiều là vậy. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, con thấy Nguyên Như đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, đạo tràng còn câu hỏi không quý vị? Dạ, chỉ còn mấy phút nữa thôi. Kính mời quý vị có thể đưa câu hỏi lên để ngài giảng dạy, còn mấy phút. Và trong khi con chờ đợi câu hỏi đi, cung thỉnh ngài hôm nay cái đường truyền của ngài Trí Đức như thế nào, rồi con không có thấy ngài vào đạo tràng và cũng không có một vị sư nào hết. Nếu mà một chút ngài thảo luận những câu hỏi xong, con cung thỉnh ngài chúc phúc cái đạo tràng luôn ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, con thấy Nguyên Như đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, quý vị trong đạo tràng còn câu hỏi không ạ? Dạ, nếu còn thì kính mời bàn tay quý vị, hoặc là mời những câu chết chát ạ. Dạ, nếu không có câu nhé, con xin phép được hỏi. Bạch ngài, lúc nãy con nghe mà Huynh Kinh đó nói về tỳ khu ni, sao con có một cái thắc mắc mà không biết con có nên hỏi ngài hay không. Nếu con hỏi mà ngài thấy con không nên hỏi thì ngài trả lời.
Dạ con cũng suy nghĩ hoài trước khi con hỏi. Dạ thí dụ như con thấy những cái vị mà tỳ khưu ni đó đó, rồi những người Phật tử đó mà người ta như ngài nói lúc nãy là như vậy là trộm vướng, thì những cái người Phật tử mà người ta hộ độ những cái vị đó đó thì người ta có phước, Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền và kính thưa chư quý vị, ông đừng kêu cô Nhật Bình chắc ở bên đó bị bão là nó ngấy rồi ha. Thường bị bão một là lên mạng thì mất mạng mà lên nét thì mất nét rồi, thôi thông cảm chút. Thật sự ra mình hộ độ thì mình có phước, nhưng phước nhiều hay ít đó, tùy thôi. Quý vị nên nhớ cái chuyện mà quý vị nhân cúng vật thực cái chư tăng đó. Nếu chư tăng là người có giới trong sạch hoàn hảo và quý vị cũng được thọ tam quy ngũ giới và đàng hoàng đó, đó là phước cao nhất. Còn người cho mà có giới, người cho không có giới mà người nhận có giới thì cái phước nó ít hơn chút, mà người cho có giới người nhận không có giới nó ít hơn chút nữa. Người cho cả người cho người nhận không có giới thì kể như phước nó không có bao nhiêu rồi đó. Là thì muốn làm phước thì cứ làm ha. Nhưng mà đối với mọi cái phước báo mà bậc chân nhân họ làm đó, muốn làm phước vậy đó là mình phải bố thí tự tay, phải xét tới xét lui. Tại sao mà bố thí cho tăng chúng thì nhiều phước hơn là bố thí cho một cái người mà người đời hoặc là cái người thấp, lần 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 nó từ chờ bàn sanh cho đi lên dài dài tới phước mà cá nhân thí đó. Người bố thí có phước nhiều nhất là Đức Phật, còn không mà từ đó là nó thất là lần 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 xuống thành ra cho tới cái người mà giàu là ông sư mà ông mặc mà ông phạm giới rồi ông không có chịu sám hối, hay là ông hay là người phạm giới nặng mà không chịu bỏ y áo rồi này kia ông sùm đó, thì mình làm phước thì cũng có phước giống như là mình làm phước cho người thường mà thôi, nhưng mà nó vẫn có phước ha. Nhưng mà cẩn thận nè, đừng có tự hào cái chuyện mình đi vào chùa nào để làm phước cho bao nhiêu tỷ khô bao nhiêu tỷ ni rồi này kia xong đó, nó mới làm cho mình tạo thêm cái nghiệp ác trong cái việc làm phước của mình thôi, chứ còn bình thường thì không sao. Mô Bích Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Tăng Sinh Đại Quý Sinh Nữ Trong Đạo Tràng, tất cả phước báo phát sanh và sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy mỗi duyên lành để tất cả chư vị có khả năng chấm dứt được ác pháp ngụ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Bà qua tư sắp bà măng khả lăng rắc hẳn tư sắp bà đề quá ta sắp bà bụt thà nú phà huệ ná sà đà sò thi phà hoàn tù tê. Bà qua tư sắp bà măng khả lăng rắc hẳn tư sắp bà đề quá ta sắp bà thầm mà nú phà huệ ná sà đà sò thi phà hoàn tù tê. Bà qua tư sắp bà măng khả lăng rắc hẳn tư sắp bà đề quá ta sắp bà sẵn khà nú phà huệ ná sà đà sò thi phà hoàn tù tê. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, Nam mô Ratana Tayasa. Hình như cô Nhật Quỳnh đã rớt rồi đó, thôi cô Nguyên Như hay cô Mét Tài gì đó lên làm cái phần cuối của ấy đi, rồi hồi nữa cô vô lại cô đóng rùm. Nam mô Bổn Thầy vậy. Dạ sa thú lành thai, dạ con xin sám hối với đạo tràng, con mới vừa bị rớt mạng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không ạ? À?